Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 9. Thực ra Đinh Dũng cũng không quan tâm tới thế lực trong thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu do ai đang cai quản. Anh cũng không có hứng thú vì một nửa giang sơn mà phải dậm chân tại chỗ. Chỉ cần thực lực của anh đủ lớn mạnh thì có gì mà phải sợ một nhà họ Trương còn con. Thật sao, Trương Bồi Sơn mừng quính. Lúc này hắn mới cảm thấy mình thất lễ nên vội chắp tay, anh Đinh. Trương Bồi Sơn tôi nhất định sẽ không làm anh phải thất vọng. Lúc này, ở phía xa đột nhiên vang lên những âm thanh hỗn loạn kéo theo sự chú ý của Đinh Dũng và Trương Bồi Sơn. Mẹ kiếp, con đị con, dám từ chối yêu cầu của đại ca tao, mày muốn chết rồi phải không? Hai cô gái cứ thế dụi chân vào nhau, chạy khỏi sân khấu toàn người là người. Bọn họ chưa chạy nổi hai bước thì đã bị một người đàn ông vạm vỡ lôi tay lại. Hai cô gái mặt mày đỏ bừng lên, đôi mắt có đôi chút mơ màng. Mặc dù ánh đèn bên trong quán bar rất mờ ảo nhưng phần linh hồn của Đinh Dũng lại rất mạnh nên đương nhiên phát hiện ra sự khác thường của cả hai cô gái này. Là cô ta, Đinh Dũng cau mày hạ giọng lẩm bẩm. Trương Bồi Sơn thấy Đinh Dũng thay đổi nét mặt thì vội hỏi, sao thế ạ? Anh Đinh muốn tới xem sao? Thấy hai cô gái kia không, Đinh Dũng chỉ vào hai cô gái bị gã đàn ông vạm vỡ kéo lùi lại, điềm tĩnh nói, không phải cậu muốn hiện thực hóa sự nghiệp bá chủ của mình sao? Cứu cô ta lại đây thì sẽ có ích với cậu đấy. Vâng, Trương Bồi Sơn nheo mắt nhìn cô gái kia. Mặc dù hắn không biết vì sao Đinh Dũng lại nói vậy, nhưng đã là lời mà Đinh Dũng nói ra thì chắc chắn là có dụng ý gì đó. Nghĩ rồi, Trương Bồi Sơn cầm cái ly trên bàn đi khỏi. Lúc này, trên sân khấu có hai người đàn ông xông lên. Một người trong đó rất gầy, để ria mép, còn người đàn ông còn lại để râu quai nón, mặt mày cả ụ thịt. À, cứu với, hai cô gái kia vùng vẫy kêu cứu nhưng những người bên trong quán bar như thể quen biết với hai gã đàn ông kia, chẳng ai dám ra tay cứu giúp. Gọi đi, tao lại muốn xem trong quán bar này ngày hôm nay ai dám đụng đến việc của tao, gã đàn ông bật cười gian dảo, gã ta vác một trong hai cô gái lên. Hai người đàn ông đi tới sau thì mặt mày tỏ vẻ hào hứng hẳn. Sau khi khiêng một trong hai cô gái kia lên, cả ba gã đàn ông liền đưa hai cô gái ra khỏi quán bar. Còn hai cô gái kia thì ánh mắt ngày càng mơ hồ, càng lúc, khả năng vùng vẫy càng yếu đi. Đinh Dũng ngồi trên sofa nhìn về phía Trương Bồi Sơn, anh muốn xem công tử nhà họ Trương rốt cục thế nào. Bỏ cô ấy ra, thấy hai cô gái bị đưa đi, Trương Bồi Sơn đột nhiên hét lớn, hắn vung ly rượu trong tay về phía gã đàn ông vạm vỡ kia. Nghe giọng Trương Bồi Sơn nói vậy, ba tên kia lập tức dừng chân, gã đàn ông đi đầu nhìn Trương Bồi Sơn, cười dữ dằn, thằng kia. Mẹ kiếp, mày dám đánh ông mày à? Có phải mày chán sống rồi không? Bỏ cô ấy ra, Trương Bồi Sơn vơ luôn chai rượu trên bàn bên cạnh chỉ thẳng vào gã đàn ông mà nạt. Vừa rồi hắn nghe Đinh Dũng nói vậy nên thứ nhất, hắn muốn nhanh chóng chứng minh bản thân. Thứ hai, hắn tin Đinh Dũng rằng cứu được cô gái này thì sẽ có lợi cho mình. Lúc này thấy ba gã đàn ông như ba con rắn độc đi đến, Trương Bồi Sơn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao, gã đàn ông kia hắng giọng đặt cô gái kia xuống, giao cho đồng bọn, sau đó xông về phía Trương Bồi Sơn. Khi gần tới phía Trương Bồi Sơn, gã ta đột nhiên giơ chân đạp, miệng còn lẩm bẩm, mẹ kiếp, ở cái ba khuynh thành này không ai dám quản việc của viên đại vĩ tao đâu. Bịch, Trương Bồi Sơn không kịp né cú đạp này, hắn đau đớn lảo đảo lùi ra sau vài bước, ngã vào một cái bàn gần đó rồi mới vật ra đất. Thằng kia! Mày không nghe ngóng xem tao là ai mà còn muốn dở cho anh hùng cứu mỹ nhân à, thấy Trương Bồi Sơn bị mình đạp đến mức không vực dậy nổi, viên đại vĩ mới bật cười bước thật nhanh tới nhấc Trương Bồi Sơn lên. Không ít người thấy viên đại vĩ thì đều lần lượt né thật xa. Rõ ràng viên đại vĩ rất có uy danh ở ba khuynh thành này, nếu không thì cũng không đến mức tới bây giờ vẫn không ai dám ra tay quản việc này. Đến cả bảo vệ và nhân viên phục vụ cũng không dám ho he bất cứ lời nào. Đinh Dũng thấy vậy thì nheo mắt nhìn, anh chậm rãi đứng dậy đi về phía Trương Bồi Sơn. Nói thực lòng thì màn thể hiện vừa rồi của Trương Bồi Sơn khiến anh thấy thất vọng. Nếu vừa rồi đổi lại là anh thì anh tuyệt đối sẽ không lớn lối trước như vậy mà cứ thế cầm luôn chai rượu nện thẳng vào một tên. Như vậy thì cơ hội thắng mới nhiều hơn một chút. Đi chết đi, đúng lúc này Trương Bồi Sơn mới hét lớn. Trương Bồi Sơn không hổ là con trai Trương Thiệu Thích, tục ngữ có câu hổ phụ sinh hổ tử. Đương lúc nguy cấp, Trương Bồi Sơn đột nhiên dùng hết sức mình vơ lấy một chai bia rồi nện về phía đầu của viên đại vĩ. Choang,
chai bia vỡ vụn, vô số mảnh thủy tinh bay ra ngoài. Viên đại vĩ hét lên thất thanh, lập tức bỏ Trương Bồi Sơn ra và lấy tay che đầu. Mẹ kiếp, tóm nó lại cho tao, hai tên còn lại thấy Trương Bồi Sơn đột nhiên đánh lão đại của mình bị thương thì nhanh chóng lấy ngay chai bia xông về phía Trương Bồi Sơn. Lúc này bên trong quán ba vô cùng hỗn loạn, xung quanh vang lên tiếng hét thất thanh, không ít người vừa hét vừa chạy ra ngoài. Đến đi, Trương Bồi Sơn thấy hai tên kia lao tới nên hắn biết rằng giờ có chạy cũng không kịp nữa. Hắn cũng không biết vì sao mình lại có thêm ý chí. Ông đây là Trương Bồi Sơn, chúng mày cứ đến đây đi. Đến bao nhiêu ông mày giết bấy nhiêu. Dứt lời, Trương Bồi Sơn vung nửa chai bia còn lại trong tay đâm về phía gã đàn ông để râu quai nón. Dám đánh đại ca tao à? Ông mày giết chết mày, hai tên kia mặt mày hằn học. Gã đàn ông để râu quai nón thấy thế thì né đi một lát còn gã gầy còm lại tung đòn đạp trúng thắt lưng Trương Bồi Sơn khiến hắn ta ngã vật ra đất. Ngay sau đó, gã đàn ông gầy còm mới cầm chai bia lên nện về phía Trương Bồi Sơn. Thấy chai bia sắp đập vào đầu mình, Trương Bồi Sơn lấy tay che đầu, nhắm mắt hét lên, anh Đinh, cứu tôi với. Hắn dứt lời liền cảm thấy phía trước mình có một cơn gió thoảng qua. Sự đau đớn trong tưởng tượng không hề ập đến. Trương Bồi Sơn mở tròn mắt, trước mặt hắn đã có thêm một người đứng đó. Nếu như tôi là cậu thì tôi sẽ không ra tay với hắn ta như vậy đâu, Đinh Dũng cầm cái chai trong tay. Mặc kệ cho gã đàn ông gầy còm dùng sức thế nào cũng không thể kéo nổi tay Đinh Dũng. Mày có ý gì, gã ta nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Đúng lúc này, cảm nhận được bên hông có người nhao tới, Đinh Dũng không buồn nhìn, cứ thế tung ra một đạp khiến gã đàn ông để râu quai nón định đánh lén cứ thế ngã cắm đầu xuống đất. Hắn là đại thiếu gia nhà họ Trương, các người dám đụng đến hắn thì chẳng khác gì tìm chỗ chết, Đinh Dũng nói thản nhiên, trong giọng nói không hề mang theo bất cứ cảm xúc gì. Nhà họ Trương chó chết, đây là địa bàn của hội Hắc Mã, chỗ này chưa đến lượt nhà họ Trương chó mõm vào đâu. Thế nhưng điều khiến Đinh Dũng phải bất ngờ đó chính là mấy tên này không hề sợ nhà họ Trương. Địa bàn của hội Hắc Mã, Đinh Dũng bật cười lôi cổ gã đàn ông gầy còm lại khiến hắn ta cứ thế bị nhấc bổng lên rồi sau đó lại ngã vật ra đất bây giờ thì không phải nữa. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Trương Bồi Sơn chợt sáng mắt lên, hắn ta lập tức rút điện thoại ra, nói anh Đinh, giờ tôi gọi người nhé. Mặc dù lời nói của Đinh Dũng rất đơn giản, chỉ có vài từ mà thôi. Nhưng Trương Bồi Sơn lại nghe hiểu luôn ý tứ trong câu nói đó, rõ ràng là muốn giành lấy quán ba Khuynh Thành này. Hiện giờ cũng không biết nhà họ Viên đang giở trò gì mà cả hội Hắc Mã đều im thin thít. Nếu có chủ động ra tay vào thời điểm này, giành lấy địa bàn lân cận phía quán ba Khuynh Thành thì có thể coi là một bước ngoặt lớn đối với nhà họ Trương. Một khi thành công thì nhà họ Trương sẽ giành được quyền kiểm soát một nửa thành phố Kim Châu. Mày, chúng mày dám vượt giới hạn à, nghe Đinh Dũng nói vậy. Cả ba tên kia mới định thần trở lại. Và lúc này, sự hỗn loạn trong quán ba cuối cùng kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Một người đàn ông để râu quai nón dẫn theo 7, 8 bảo vệ mặc đồng phục đi ra. Người đàn ông này dáng người thô kệch, làn da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông hắn ta lại càng dữ tợn hơn. Mau tránh ra, là anh Thưởng tới, có người biết người đàn ông này nên tái mét cả mặt. Anh Thưởng là người trông coi địa bàn này, khiến không biết bao nhiêu người ở đây phải sợ hãi. Có điều hắn ta không phải là người của hội Hắc Mã. Lúc này hắn ta vừa tới đây là nhấc luôn viên đại vĩ lên, sau đó sải bước hùng hồn về phía Đinh Dũng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ồ, có trò hay để xem rồi, vừa rồi có người đã phải chịu khuất phục trước sự dũng mãnh của Đinh Dũng, nhưng hiện giờ thấy anh Thưởng đến. Bọn họ lại không biết hai người này sẽ gây ra cuộc đấu nảy lửa thế nào. Cậu đoán xem ai trong số hai người họ lợi hại hơn. Thừa lời, đương nhiên là anh Hưởng rồi. Anh Hưởng rất có uy danh ở quanh đây, đến cả hội Hắc Mã mà cũng không nể nang gì. Có người cho rằng Đinh Dũng xong đời rồi, vì anh dám gây rối ở địa bàn của anh Thưởng. Đó chẳng khác gì tìm đến cái chết cả. Anh Thưởng nhấc viên đại vĩ tới trước mặt Đinh Dũng rồi bật cười lạnh lùng, hất viên đại vĩ xuống đất, người anh em. Đánh người ở ba của tôi thì có vẻ không được hợp lý cho lắm. Ồ, vậy ý của anh là tôi không nên cứu hai cô gái này rồi, Đinh Dũng nhếch miệng châm chọc, hỏi lại. Hừ, tôi không cần biết cậu giết người hay cứu người. Cậu đánh người ở địa bàn của tôi là không được, anh Thưởng lên giọng, từng ụ thịt trên mặt cứ thế giật lên.
Hắn ta nheo mắt, các cậu đánh người nhà họ Viên ở địa bàn của tôi, sau này nhà họ Viên tìm đến tận nơi thì phải làm sao? Cậu nói phải không, Trương thiếu gia, nói tới cuối, trong mắt anh Thưởng đằng đằng sát khí. Đinh Dũng nhướng mày nhìn anh Thưởng rồi phất vạt áo. Anh chắp hai tay ra sau, thản nhiên nói, nếu tôi không cứu cô ta thì quán ba của anh đen đủi đấy. Nói năng ngông cuồng, anh Thưởng bật cười, nhưng sát khí trong mắt hắn ta lại không hề bớt đi, mà ngược lại, nó còn rõ ràng hơn trước. Nơi này là địa bàn của hội Hắc Mã, kể cả hội Hắc Mã không coi Vương Thưởng Lượng tôi ra gì thì các cậu cũng có là cái thá gì đâu. Chỉ dựa vào nhà họ Trương mà đòi đụng đến tôi sao, nói xong, anh Thưởng đi về phía Trương Bồi Sơn. Cậu nói xem có phải không, Trương thiếu gia. Vậy sao, Trương Bồi Sơn bật cười lạnh lùng. Lần này hắn ta điều động một lượng lớn nhân lực của nhà họ Trương. Đinh Dũng đã nói giành lấy quán ba Khuynh Thành thì hắn ta đương nhiên sẽ không có đường lùi nữa. Thấy Trương Bồi Sơn nhếch miệng bật cười, không biết vì sao anh Thưởng lại lẩm bẩm một câu. Hắn ta không sợ hội Hắc Mã và nhà họ Trương vì hai gia tộc này có địa vị ngang nhau còn hắn ta lại ở địa bàn này lâu năm, chẳng ai muốn phá vỡ sự cân bằng này. Nhưng nếu như Trương Bồi Sơn dựa vào quyền lực của nhà họ Trương mà gây ảnh hưởng đến hắn ta thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Trương thiếu gia, cẩn thận không chơi với lửa rồi tự thiêu mình đấy, anh Thưởng hắng giọng, cố kiềm chế sự bất an trong lòng. Ý của anh Thưởng rất rõ ràng, đó chính là nhắc nhở Trương Bồi Sơn đừng liều lĩnh mà chơi mình, cẩn thận hội Hắc Mã lại thành ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn ta cũng không phải không biết, Trương Bồi Sơn đã điều động nhân lực thì đương nhiên không có lý do để quay đầu. Và lại vừa rồi Trương Bồi Sơn cũng đã gọi điện thoại cho Trương Thiệu Thích. Ông ta đã âm thầm mặc nhận chuyện này thì có gì mà phải kiêng dè. Thế nhưng lúc này Đinh Dũng lại lắc đầu. Anh khẽ cười, nói, xem ra các anh không biết thân phận của cô ấy rồi. Tôi khuyên các anh điều tra đi đã, có lẽ điều tra ra được chút manh mối đấy. Tới lúc đó anh sẽ không cho rằng tôi làm sai nữa đâu, nói xong, Đinh Dũng bế cô gái lên, đi về chỗ ngồi. Trương Bồi Sơn thấy vậy thì lau đi vệt máu nơi khóe miệng, hắn ta trợn trừng mắt nhìn Viên Đại Vĩ, sau đó cũng quay người rời đi. Quay về chỗ ngồi, Trương Bồi Sơn giống như thể mất sức vậy. Hắn ngồi trên sofa, cứ thế thở mạnh. Nào, uống một ly, Đinh Dũng rót ra hai ly rượu, cười nói, biểu hiện của cậu khiến tôi bất ngờ đấy. Trương Bồi Sơn uống một ngụm, hít vào một hơi lạnh, quay sang nhìn Đinh Dũng, hỏi, hai cô gái đó là ai vậy? Đinh Dũng lắc lắc chai rượu đắt đỏ trong tay, cười đáp, người đứng đầu thành phố Kim Châu hiện giờ là ai? Đứng đầu, đại đương gia của hội Hắc Mã. Người này đã biến mất lâu lắm rồi, Trương Bồi Sơn giật mình, vội hỏi, cô gái đó có liên quan gì đến đại đương gia của hội Hắc Mã sao? Đinh Dũng lắc đầu bất lực, sao lại lôi hội Hắc Mã vào cơ chứ? Ở một xã hội dân không đấu với quan thế này, kể cả thế lực của hội Hắc Mã có lớn mạnh thế nào thì cũng vẫn phải phục tùng trước mặt người đó. Nếu không thì chỉ cần một tờ giấy hạ lệnh xuống, hội Hắc Mã cũng phải tan đàn xẻ nghé. Không phải, Đinh Dũng lắc đầu khiến Trương Bồi Sơn cau mày. Hắn ta thực sự không nghĩ ra ai cả. Cô bé ấy họ Ngụy, là con của một người bạn của tôi, Đinh Dũng cười, nhìn sang cô bé bên cạnh. Người bạn này của tôi có thể coi là đứng đầu thành phố Kim Châu về bề nổi. Ôi chao, không phải là Ngụy, Trương Bồi Sơn giật mình. Có điều cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì mà lời nói đến miệng lại nuốt trôi vào trong. Không sai, cho nên tôi nói cậu cứu cô bé thì sẽ có lợi với cậu, thấy Trương Bồi Sơn thẳng thốt, Đinh Dũng mới cười đáp. Cô gái đang nằm đằng sau anh chính là Ngụy Tiêu Tĩnh, con gái Ngụy Kiến Quốc. Đây cũng chính là lý do mà Đinh Dũng ra tay cứu giúp. Điều đó không chỉ có lợi với Trương Bồi Sơn mà thực sự thì cô nha đầu này cũng có duyên với anh. Cũng có thể coi là đệ tử được ghi danh, mặc dù anh chưa thừa nhận. Trong khi im lặng chờ đợi người nhà họ Trương tới, Vương Thưởng Lượng cũng cử người đi điều tra thân phận của Ngụy Tiêu Tĩnh. Đinh Dũng không biết bọn họ có thể điều tra ra hay không nhưng điều đó cũng không phải quan trọng. Nếu như Vương Thưởng Lượng biết điều, vậy thì hợp tác với hội Hắc Mã hay hợp tác với nhà họ Trương thì khác biệt không lớn cho lắm, dù sao thì địa bàn của hắn ta cũng chỉ ở quán ba Khuynh Thành này thôi. Nhưng nếu như không biết điều thì Đinh Dũng cũng không ngại giải quyết hắn trước. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, người bên trong quán ba cũng vãn đi nhiều. Có lẽ một số người cảm thấy như sắp có bão tố kéo tới nên lựa chọn tránh càng xa càng tốt. Duy chỉ có nhóm người phía Viên Đại Vĩ là không thấy nguy hiểm sắp giáng xuống. Sau khi thoát khỏi bàn tay của Vương Thưởng Lượng,
Bọn họ gọi toàn bộ thành viên của hội Hắc Mã ở quanh đây tới, chuẩn bị trả thù Đinh Dũng và Trương Bồi Sơn, cho cả hai người bọn họ biết được mặc dù Viên Đại Vĩ chỉ là một thiếu gia hàng nhánh nhà họ Viên nhưng hắn cũng không phải là người mà ai thích là có thể đụng vào được. Đinh Dũng và Trương Bồi Sơn cùng nâng ly nhưng Trương Bồi Sơn lại cảm thấy hết sức căng thẳng. Đột nhiên Ngụy Tiêu Tĩnh nằm trên sofa khẽ rên và vùng dậy khỏi ghế sofa. Sau đó mặt mày cô bé tái mét, nhớ về chuyện trước đó bị Viên Đại Vĩ đưa đi, lại thêm những ánh đèn mờ ảo nơi băng ghế đang ngồi khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt Đinh Dũng. Ngụy Tiêu Tĩnh hét lên, giáng một bạt về phía mặt Đinh Dũng. Đinh Dũng cau mày, giơ tay nắm lấy cổ tay Ngụy Tiêu Tĩnh. Tay phải anh cầm luôn ly rượu uống cạn, sau đó mới quay sang nói với Ngụy Tiêu Tĩnh, ở ngoài mà tính khí cũng không vừa nhỉ. Thầy, thấy đôi mắt nghiêm nghị của Đinh Dũng, Ngụy Tiêu Tĩnh chợt thẫn thờ. Cô lập tức đỏ mặt, vội lắp bắp nói, ôi, thầy, thầy, sao thầy lại ở đây? Em, vừa rồi em, Ngụy Tiêu Tĩnh nghĩ tới việc mình bị chuốc thuốc nên gãi đầu gãi tai, đỏ mặt nhìn Đinh Dũng. Yên tâm đi, em chưa làm gì đâu, đúng lúc này. Đinh Dũng như nhìn ra tâm tư của cô vậy. Thuốc trong người em chưa kịp phát huy tác dụng đã bị anh xử lý rồi. Mấy trò vặt vãnh đó chẳng là gì với anh cả. Đúng vậy, nghĩ tới y thuật cao siêu của Đinh Dũng, Ngụy Tiêu Tĩnh liền sáng mắt lên. Cô cười trừ nhìn anh, không xảy ra việc gì là tốt rồi. Vậy bạn của em, Ngụy Tiêu Tĩnh nhớ tới cô bạn đi cùng mình. Cô còn chưa nói xong thì Trương Bồi Sơn đã cười giả lả, ở đây, em yên tâm đi. Anh là ai? Ngụy Tiêu Tĩnh phát hiện ra bên cạnh còn có thêm một người nữa thì hỏi với giọng hết sức cảnh giác. Cậu ấy là bạn anh, Đinh Dũng nhìn Ngụy Tiêu Tĩnh với vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Tiêu Tĩnh, mau dẫn bạn em về nhà, hôm nay không được ra khỏi cửa. Dạ, Ngụy Tiêu Tĩnh sững người, vừa định hỏi vì sao thì đã bị sắc mặt của Đinh Dũng làm cho giật mình. Cô nuốt luôn những gì định nói vào trong. Vâng, em nghe theo thầy. Đinh Dũng liếc mắt ra hiệu cho Trương Bồi Sơn. Trương Bồi Sơn lập tức hiểu ý bế luôn cô gái còn chưa tỉnh, cùng Ngụy Tiêu Tĩnh đi ra khỏi quán Ba Khuynh Thành. Ở một nơi khác, Vương Thưởng Lượng ngồi trong phòng VIP, bên cạnh còn có mấy cô gái phục vụ nhưng hắn ta lại chẳng hề tỏ ra thư giãn. Theo như tin tình báo gửi tới thì Vương Thưởng Lượng phát hiện ra rằng tài liệu về cô gái đó hắn lại thiếu rất nhiều, do vậy mà hắn càng cảm thấy hoang mang. Lẽ nào cô gái này lại có liên quan đến người của lão đại nào đó? Anh Thưởng, đúng lúc này một gã đàn ông mặc áo khoác đen đi vào. Vương Thưởng Lượng gật đầu, người đàn ông kia mới tới ngồi cạnh hắn, hạ giọng nói, anh Thưởng, vẫn không tìm được tài liệu liên quan đến cô gái kia, nhưng... Nghe vậy, Vương Thưởng Lượng chợt cau mày, hỏi trong vô thức, nhưng cái gì? Vừa rồi em nhận được tin Viên Đại Vĩ dẫn theo hơn 20 người đi về phía chúng ta, gã đàn ông báo cáo về động tĩnh của Viên Đại Vĩ, sau đó hít sâu. Nói tiếp, còn nữa, theo như người của chúng ta báo về thì người nhà họ Trương đang tập kết, ít nhất cũng đã tập kết được trên nửa số lượng rồi. Viên Đại Vĩ, thằng này đúng là không coi Vương Thưởng Lượng tao ra gì, Vương Thưởng Lượng vốn chỉ nheo mắt với vẻ mặt bất bình nhưng sau khi nghe về động tĩnh của nhà họ Trương thì hắn lập tức đứng bận dậy, cau mày, hơn nửa số lượng. Mẹ kiếp, nhà họ Trương định làm gì? Định đánh nhau chắc? Mau điều tra xem gần đây nhà họ Trương qua lại với ai? Vương Thưởng Lượng nhanh chóng dặn dò đàn em, nhưng trong lòng hắn ta lại có một dự cảm chẳng lành. Vì thiếu gia nhà họ Trương đang trong địa bàn của hắn. Nếu như lúc này mà nhà họ Trương tập kết thì trừ phi là định đánh tới quán ba của hắn. Vương Thưởng Lượng ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng dập đi suy nghĩ này. Quán ba Khuynh Thành là địa bàn của hội Hắc Mã, nhà họ Trương không thể vô duyên vô cơ đánh vào địa bàn bọn họ được vì dù sao thì hội Hắc Mã cũng không phải là hạng ăn chay. Vâng. Người đàn ông kia vâng lệnh, nhanh chóng rời khỏi phòng VIP. Lúc này, Đinh Dũng đã uống hết chai rượu trên bàn, dựa vào ghế sofa toan tính xem nên làm thế nào để chỉ cần tung một chiêu ra là có thể xử lý được thành viên hội Hắc Mã ở quanh quán Ba Khuynh Thành. Thế lực của hội Hắc Mã lớn mạnh, lại phủ khắp thành phố Kim Châu. Nếu muốn hạ bọn họ tại đây thì nhất định phải ra tay nhanh gọn. Khi hội Hắc Mã còn chưa kịp phản ứng lại thì cứ thế chặt đứt cánh tay của bọn chúng. Nếu không một khi hội Hắc Mã kịp trở tay, hai bên rơi vào thế giằng co thì phần thắng dần dần sẽ nghiêng về phía hội Hắc Mã. Xong cả rồi, thấy Trương Bồi Sơn quay lại, Đinh Dũng mới lên tiếng hỏi. Vâng, tôi đưa bọn họ lên xe rồi, Trương Bồi Sơn gật đầu nhìn Đinh Dũng, sau đó nói tiếp, anh Đinh, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, Đinh Dũng nhướng mày hỏi.
Cảm ơn anh đã giới thiệu tôi với bé đó Ngụy, nếu không cả đời này có lẽ là tôi cũng chẳng thể nói nổi với cô bé một lời, Trương Bồi Sơn cười khổ. Một người như cậu ta chưa chắc đã có thể có được con gái của Ngụy Kiến Quốc. Nhưng nếu như có thể khiến một số chuyện đến tai Ngụy Kiến Quốc thì sau này thuận lợi hơn nhiều. Hành động này của Đinh Dũng rõ ràng đang giúp cậu ta rất nhiều. Không có gì cả, cô bé là bạn tôi chỉ là cứu cô bé ấy thôi, Đinh Dũng lắc đầu, hỏi tiếp. Cũng đến lúc rồi chứ. Vâng, người nhà họ Trương chúng tôi đã tập kết xong xuôi, đang đi về đây, Trương Bồi Sơn vội gật đầu nhìn quán Ba Khuynh Thành với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nói tiếp. Vì che mắt người ngoài, tôi bảo bọn họ chia tốp đến, có lẽ là phải đợi thêm lát nữa. Đinh Dũng đặt ly rượu xuống bàn, vắt chéo chân, nhắm mắt lại. Thấy vậy, Trương Bồi Sơn không hỏi thêm gì nữa, hắn ta chăm chú nhìn những vũ công trong bộ đồ diêm dúa, uốn éo hết sức hấp dẫn. Hôm nay, hắn đặt cược toàn bộ may mắn của mình. Nếu lần này không thể xử lý hội Hắc Mã thì nhà họ Trương bọn họ kinh doanh bao nhiêu năm nay coi như đổ sông đổ bể, một khi khiêu khích giấy lên sự kích động, lại thêm sự chèn ép của hội Hắc Mã, rất có khả năng thành quả của hai năm nay đều bị lụi bại trong chốc lát. Nhưng nếu lần này có thể tung một đòn mà giành lấy địa bàn của hội Hắc Mã thì đối với nhà họ Trương mà nói lại là cú nhảy vọt như cá vượt vũ môn. Một khi thành công thì có thể định đoạt vận mệnh của hội Hắc Mã, tới lúc đó nhà họ Viên thất thế ở hội Hắc Mã là một chuyện, còn nhà họ Trương lại có thể nhân cơ hội này mà ngày càng lớn mạnh. Có thể nói đây là một canh bạc lớn. Cho nên Trương Bồi Sơn mới yêu cầu người của mình che mắt kẻ khác, vì một khi đến đây ồ ạt thì hội Hắc Mã nhất định sẽ có phòng bị. Và lại nếu như kinh động tới những người hành pháp ở thành phố Kim Châu này, ngộ nhỡ bị ngăn chặn hành động thì đêm nay coi như thất bại. Đinh, tiếng chuông điện thoại vang lên. Trương Bồi Sơn nhận được một tin nhắn. Anh Đinh, bọn họ tới rồi, thấy nội dung tin nhắn, Trương Bồi Sơn trầm giọng nói. Đinh Dũng mở mắt, trong đôi mắt kia hiện lên ánh nhìn đầy tôi độc. Anh gật đầu, chậm rãi nói, đợi. Bây giờ không ra tay sao, nghe Đinh Dũng nói vậy. Trương Bồi Sơn mới cau mày, vội nói. Nếu như bây giờ không nhân cơ hội ra tay, để kéo dài thời gian thì rất có khả năng chúng ta sẽ bị bại lộ. Không sao, cứ đợi là được, Đinh Dũng lắc đầu, nhếch miệng nói. Thời cơ chưa đến, án binh bất động. Vâng, mặc dù Trương Bồi Sơn không biết Đinh Dũng đang âm mưu điều gì nhưng hắn vẫn gật đầu bấm bụng nói. Đúng lúc này, ở cửa quán Ba Khuynh Thành chợt vang lên những tiếng ồn ào náo loạn. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hét thất thanh. Anh Thưởng, Viên Đại Vĩ đến rồi, trong phòng VIP, tên áo đen trước đó vội nói với Vương Thưởng Lượng. Vương Thưởng Lượng nheo mắt, hắng giọng hỏi, điều tra được hành động của người nhà họ Trương chưa? Vẫn chưa à, hình như bọn họ chỉ tập kết chứ không ra tay, gã đàn ông mặc áo đen cúi đầu, hạ giọng nói. Hỏng rồi, nghe vậy, Vương Thưởng Lượng thầm nhủ, hắn vội nói với người của hội Hắc Mã. Đi thông báo với Khuynh Thành, bảo cô ta đừng đến, mau rời khỏi đây. Vâng, gã đàn ông áo đen gật đầu, nhanh chóng rời đi. Còn Vương Thưởng Lượng lại hít sâu. Hắn ta tin rằng nhà họ Trương không thể tập kết người mà không có hành động gì được. Tin tình báo này nhất định có vấn đề. Có điều, trước mắt hắn vẫn lựa chọn giải quyết Viên Đại Vĩ trước đã. Mẹ kiếp, đúng là đen đủi, Vương Thưởng Lượng gần giọng, nói với anh em trong phòng VIP. Anh em! Phải làm việc rồi. Trong phòng VIP lúc này có tổng cộng 14, 15 người. Lúc này nghe Vương Thưởng Lượng nói vậy, bọn họ lập tức đứng lên, mắt tên nào tên nấy đều rõ vẻ tập trung. Bọn chúng vẫn chưa đi sao, Viên Đại Vĩ nhận được tin từ đàn em thì lên giọng. Hắn cầm lấy chai rượu đi về phía băng ghế của Đinh Dũng. Mau cút, không muốn chết thì cút đi. Nghe thấy không hả, cút ngay khỏi đây. Cửa quán ba cách ghế ngồi phía Đinh Dũng không quá xa. Nhưng lúc này lại hết sức hỗn loạn. Những người ở lại lúc trước hoặc là chủ động rời đi, hoặc là cứ thế bị người của Viên Đại Vĩ xử lý. Thấy Viên Đại Vĩ dẫn người hùng hổ đi về phía mình, Trương Bồi Sơn thấy căng thẳng hẳn. Hắn vội nhìn Đinh Dũng. Bảo người của cậu bao vây quán Ba Khuynh Thành, một con ruồi cũng không được để lọt, Đinh Dũng đứng dậy nói rất điềm tĩnh. Trương Bồi Sơn nghe vậy thì chợt sáng mắt lên, hắn vội gửi tin nhắn điện thoại, ra lệnh. Giờ hắn mới hiểu rốt cục Đinh Dũng muốn làm gì. Hóa ra anh Đinh đã đoán được Viên Đại Vĩ sẽ tới. Đúng là đánh chó không chừa lối thoát, thấy bóng người Đinh Dũng, Trương Bồi Sơn vội đi theo. Ồ, thấy ông mày đến mà cũng biết chủ động đến đón à.
Thấy Đinh Dũng và Trương Bồi Sơn đi về phía mình, Viên Đại Vĩ cười lạnh lùng, nói với giọng hống hách, biết sợ rồi à? Tao không biết chúng mày nghĩ thế nào mà đụng phải tao, còn dám ngồi đây uống rượu. Không phải đến để đón anh, mà đến để tiễn anh, Đinh Dũng mỉa mai. Thằng kia, mày có ý gì hả? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Viên Đại Vĩ nhất thời chưa hiểu ý tứ nhưng hắn vẫn thấy chẳng phải có ý gì tốt đẹp cả. Đinh Dũng không thèm để ý đến hắn, quay đầu nói với Trương Bồi Sơn. Giết người ở đây, nhà họ Trương các cậu có thể giải quyết không? Không vấn đề gì, Trương Bồi Sơn nghe vậy thì giật mình nhưng vẫn gật đầu ngay lập tức. Mặc dù nói giết người tương đối phức tạp nhưng nếu như nhà họ Trương muốn ém chuyện này đi thì cũng không phải là khó. Còn Viên Đại Vĩ nghe Đinh Dũng nói vậy thì đổi ngay sắc mặt. Hắn ta đã được chứng kiến thân thủ của Đinh Dũng, lúc này bất giác lùi sau mấy bước, hạ giọng nói, hao người chúng mày đừng có ngông cuồng, đợi lát nữa tao phải cho chúng mày quỳ xuống xin tha. Lên cho tao, dứt lời, mười mấy tên đàn em phía sau Viên Đại Vĩ lập tức xông lên. Đúng lúc này, anh Thưởng cũng dẫn người tới. Sau khi người của Viên Đại Vĩ thấy được thì lập tức bao vây, đứng đối đầu với người của anh Thưởng. Anh Thưởng sao thế? Anh vẫn muốn bảo vệ hai tên này à? Thấy Vương Thưởng Lượng, Viên Đại Vĩ mới hắng giọng nhìn chằm chằm Vương Thưởng Lượng. Anh Thưởng, anh nên biết đây là địa bàn của nhà họ Viên chúng tôi. Không phải là địa bàn của nhà họ Trương, từ bao giờ mà anh lại thành con chó của nhà họ Trương vậy? Mẹ kiếp, dám chửi anh Thưởng à? Nghe vậy, một tên đàn em bên cạnh Vương Thưởng Lượng định xông lên thì đã bị Vương Thưởng Lượng kéo giật lại. Vương Thưởng Lượng vỗ vai tên đàn em, tỏ ý không cần phải vội. Sau đó nhìn sang Viên Đại Vĩ, cười nói, nhà họ Viên uy phong đấy. Cho dù Viên Thiên Hàng tới đây thì ông ta cũng không dám nói với tôi những lời như vậy đâu. Vương Thưởng Lượng nheo mắt nhìn Viên Đại Vĩ rồi bật cười lạnh lùng. Cậu chỉ là một con chó mà cũng dám cắn cằn với tôi à? Anh, Viên Đại Vĩ hắng giọng chỉ vào Vương Thưởng Lượng mà gằn lên. Được, hôm nay tôi nể mặt anh một lần, lôi hai đứa kia ra đây thì tôi lập tức rời khỏi Ba Khuynh Thành. Hừ. Vậy còn tạm, Vương Thưởng Lượng cũng không muốn gây ra xung đột với nhà họ Viên. Hắn ta hằng giọng nhìn Đinh Dũng và Trương Bồi Sơn. Trương thiếu gia, hôm nay phải xin lỗi cậu rồi. Cậu chủ động đi hay phải để anh em tôi ra tay? Nghe Vương Thưởng Lượng nói vậy, Trương Bồi Sơn nhìn ngay sang Đinh Dũng. Thấy phản ứng đó của Trương Bồi Sơn, Vương Thưởng Lượng bật cười mỉa mai. Ôi chao, đường đường là Trương thiếu gia của nhà họ Trương mà lại phải lép vế trước một tên bình thường à? Đúng là khiến tôi đây được mở mang tầm mắt. Tôi rất thích cách nói của anh, Đinh Dũng đột nhiên cười theo. Anh rất thích người khác coi mình là người bình thường. Chỉ có điềm tĩnh và lặng im mới có thể tránh va phải một số người có dã tâm. Có điều, hôm nay Đinh Dũng đương nhiên không thể điềm tĩnh nổi. Anh chắp tay ra sau, nói, nhờ vào câu nói vừa rồi của anh, tôi quyết định tha cho anh một mạng. Vương Thưởng Lượng nghe vậy thì tối sầm mặt lại. Nói năng ngông cuồng. Chỉ dựa vào cậu sao? Mười mấy tên đàn em của tôi, thằng nào cũng có thể một chọi năm đấy. Thằng kia, chết đến nơi rồi mà còn già mồm, mày cũng thú vị đấy, Viên Đại Vĩ bật cười ha hả, mặt mày rõ vẻ coi khinh. Thế nhưng đúng lúc này, một tên mặc đồ đen vội xông vào, tới bên Vương Thưởng Lượng, không biết hắn ta nói đeo gì mà Vương Thưởng Lượng lại biến sắc nghiến răng nhìn sang Trương Bồi Sơn, được đấy, Trương thiếu gia tính toán cũng chu toàn đấy. To gan lắm. Vậy không biết anh Thưởng có ý gì? Trương Bồi Sơn hít vào một hơi thật sâu nhìn Vương Thưởng Lượng. Vương Thưởng Lượng hắng giọng, trong đôi mắt rõ vẻ tôi độc. Hắn ta vừa nhận được tin quán Ba Khuynh Thành bị những tên không rõ lai lịch bao vây. Hắn ta chỉ cần động não suy nghĩ một chút là có thể đoán ra được những người đang bao vây quán ba của mình chính là người của Trương Bồi Sơn. Có điều hắn ta không ngờ rằng Trương Bồi Sơn lại có thể cho người bao vây quán ba của mình trong tình cảnh thần không biết quý không hay. Và lại đến giờ này mà Trương Bồi Sơn vẫn không tỏ vẻ gì khác thường. Hắn ta định ăn tươi nuốt sống toàn bộ người của nhà họ Viên ở đây sao? Tôi hợp tác với ai không quan trọng, chỉ cần có thể đảm bảo được lợi ích cho tôi thì tôi sẽ không can dự vào cuộc tranh đấu của các người, Vương Thưởng Lượng cũng có thể coi là một người biết chấp thời cơ. Anh Thưởng, anh nói vậy là có ý gì thế, Viên Đại Vĩ không biết Vương Thưởng Lượng có ý gì mà lại nói như vậy. Còn Vương Thưởng Lượng lúc này lại không quan tâm tới Viên Đại Vĩ nữa mà nhìn sang Đinh Dũng. Hiện giờ hắn cũng đã đoán ra được người chủ mưu mọi chuyện chính là gã thanh niên trước mặt mình. Thống nhất vậy đi, Đinh Dũng nhìn liếc sang Trương Bồi Sơn.
Trương Bồi Sơn thấy vậy thì hiểu ý ngay, đảm bảo với Vương Thường Lượng. Sau đó Đinh Dũng đi về phía trước, khi đi qua Vương Thường Lượng, anh mới thản nhiên nói, hy vọng lần tới nhà họ Trương gặp rắc rối, anh sẽ không ngó lơ như hôm nay. Nghe vậy, Vương Thường Lượng biến sắc, hắn ta không cảm nhận được sự bất mãn của Đinh Dũng nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Đinh Dũng không dừng bước, cứ thế đi qua, tiến về phía Viên Đại Vĩ. Chúng ta đi, Vương Thường Lượng tối sầm mặt hạ giọng nói. Mấy tên đàn em phía sau hắn ta mặc dù không biết đại ca của mình bị sao nhưng bọn chúng không ai dám nói nửa lời, lập tức cùng Vương Thường Lượng rời đi. Thường Lượng, ý của anh là gì? Thấy Vương Thường Lượng đột nhiên bỏ đi, Viên Đại Vĩ mới cau mày hỏi. Nhưng Vương Thường Lượng rõ ràng không để ý đến hắn ta. Điều này khiến Viên Đại Vĩ cảm thấy chột dạ, có một dự cảm chẳng lành. Không phải anh muốn xử lý tôi sao? Tôi cho anh cơ hội, lên đi, Đinh Dũng mỉa mai. Đi về phía Viên Đại Vĩ. Thấy Đinh Dũng đi về phía mình, Viên Đại Vĩ vội lùi sau hai bước, hét lên với mấy tên đàn em, lên hết cho tao, giết chết nó. Chỉ cần nghĩ tới bộ dạng Đinh Dũng sỉ nhục mình, Viên Đại Vĩ lại càng tức giận hơn. Hắn đâu còn lý trí gì nữa, cứ thế cùng đám người xông lên. Anh Đinh, có cần, Trương Bồi Sơn thấy mười mấy tên hùng hổ xông lên thì vội rút điện thoại định bảo người của mình xông vào. Nhưng lúc này Đinh Dũng lại lắc đầu, anh không hề quay đầu lại mà chỉ khoát tay, nói, bảo người của cậu canh cửa cho cẩn thận, không được cho bất cứ ai ra khỏi đây. Dứt lời, Đinh Dũng lao như mũi tên về phía trước, tung đòn đạp ngay vào gã đàn ông phi lên đầu tiên. Lực đạo khủng khiếp được tung ra khiến cho tên này bay thẳng ra ngoài. Ở một bên, một tên côn đồ đầu nhuộm vàng chóe cũng lao lên dùng gậy đánh về phía đầu Đinh Dũng. Đinh Dũng không hề tỏ ra hoang mang. Khi tên này chuẩn bị giáng cây gậy về đầu mình, anh vung tay tóm chắc lấy cây gậy sắt, nhếch miệng mỉa mai. Tên côn đồ tóc vàng mặt mày tái mét, vội dùng sức định rút cây gậy về nhưng cho dù hắn có cố thế nào thì cây gậy sắt vẫn như thể dính chặt vào tay Đinh Dũng vậy, hắn không sao rút về được. Bịch, lại một âm thanh nữa vang lên, Đinh Dũng vung tay trái đang cầm gậy sắt, tay phải nắm chặt tung ra cú đấm. Tên tóc vàng như thể chủ động lao đầu vào nắm đấm của Đinh Dũng vậy. Hắn bị đánh đến mức mồm miệng be bét máu, bay ra cách đó 4-5 mét. Ngay sau đó, Đinh Dũng không cho những tên khác cơ hội phản ứng lại, anh nhanh chóng xông ngay về phía đám người như con sói lao vào bầy cừu non. Chỉ 5 phút sau, ngoài Viên Đại Vĩ ra thì tất cả đàn em của hắn đều nằm dạp cả ra đất. Mày rốt cục là ai? Viên Đại Vĩ lẩm bẩm lùi về sau. Đinh Dũng không lên tiếng, mặt vẫn thản nhiên như thường. Anh vừa xoa tay vừa đi về phía Viên Đại Vĩ. Ma, mày là ma, những tên đàn em Viên Đại Vĩ dẫn tới, không tên nào dám đứng ra, tất cả đều gục dưới đất rên rỉ. Hắn đột nhiên thét lên một tiếng rồi lao người bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy, hắn vừa hét Đinh Dũng là ma. Thấy lão đại cũng đã chạy rồi, mấy tên vẫn còn có thể cố gượng dậy thì đều cố đứng lên, lảo đảo chạy theo Viên Đại Vĩ chuồn ngay khỏi đây. Trương Bồi Sơn đứng sau Đinh Dũng nhìn mà thẫn thờ. Đinh Dũng không phải một chọi hai, một chọi ba mà một chọi 15 kia đấy. Người thường ai mà có thể địch lại nổi 15 người một lúc chứ? Rõ ràng là thần thiên hạ phàm, ai mà có thể đánh lại được? Trương Bồi Sơn đột nhiên cảm thấy đáng thương cho hội Hắc Mã, còn trong lòng hắn lại càng vững tin vào Đinh Dũng hơn. Có một cao thủ thế này tương trợ, nhà họ Trương có muốn cai quản thành phố Kim Châu này há chẳng phải là dễ dàng sao? Mày đừng lại đây, tao phải về nhà. Tao phải nói với gia chủ, mày cứ đợi mà chết đi. Viên Đại Vĩ lúc đầu thì sợ hãi, nhưng được một lúc lại tỏ ra hùng hổ, hắn kéo phăng cánh cửa quán ba chạy ra ngoài. Các người chạy không nổi đâu, Đinh Dũng mỉa mai, trong ánh mắt hằn lên ánh nhìn sắc lạnh. A, chúng mày mà cố ý vậy thì có làm ma tao cũng không tha cho chúng mày. Viên Đại Vĩ và mấy tên đàn em cùng lao ra ngoài nhưng bên ngoài lại dội lại tiếng kêu thất thanh và còn tiếng chửi trong tuyệt vọng của Viên Đại Vĩ nữa. Đinh Dũng chậm rãi đi ra, nhìn thấy Viên Đại Vĩ bị ấn dúi xuống đất thì bật cười lạnh lùng, nói, Bồi Sơn, bắt bọn họ lại từ từ điều tra. Vâng, anh Đinh, giờ tôi đi làm ngay, Trương Bồi Sơn gật đầu, sau đó hắn khựng lại một lát nhìn quán ba khuynh thành phía sau, hỏi anh Đinh, bọn Vương Thưởng Lượng. Không cần quan tâm tới bọn họ, Đinh Dũng lắc đầu, trong đôi mắt anh lúc này mang theo cái nhìn lạnh thấu xương. Cho hai người canh chừng là được. Nếu bọn họ dám dở trò thì cứ việc tiêu diệt. Đúng rồi,
Cậu dẫn theo người giành lấy địa bàn ở đây, nói tới đây, Đinh Dũng ngừng lại một lát rồi nói tiếp tục. Tôi phải về rồi, trước mắt cứ giành lấy địa bàn ở đây, xem hội Hắc Mã rốt cục có phản ứng thế nào. Vâng, Trương Bồi Sơn gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng người Đinh Dũng rời đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt hắn ta dần trở nên nghiêm nghị, hắn rút điện thoại gọi cho bố mình, nhanh chóng sắp xếp người chuẩn bị kiểm soát xung quanh ba khuynh thành. Thắng lợi lần này rõ ràng là vượt ngoài sức tưởng tượng của Trương Bồi Sơn. Sau khi Đinh Dũng rời đi, anh lái xe về phía biệt thự ở Thanh Thành Sơn, Vi Thiết Vô Cực gửi cho anh đoạn tin nhắn nói rằng căn biệt thự tầm trung ở đó đã được sửa sang xong. Ai ngờ anh vừa ra khỏi thành phố thì nhận được điện thoại của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng, tối nay em đi liên hoan với bạn, hay là anh cũng đi cùng em nhé? Gấp vậy sao, Đinh Dũng cau mày, cũng hơn 4 giờ rồi, sao đột nhiên lại gặp mặt liên hoan chứ? Em cũng vừa mới nhận được thông báo, đúng 6 giờ bắt đầu. Địa điểm ở trang viên Thanh Long, anh tới đó luôn rồi chúng ta gặp mặt ở trang viên Thanh Long nhé, Hàn Phương Nhiên nói chuyện với giọng hơi mệt mỏi nhưng cô vẫn quyết định tham gia. Đinh Dũng nghe ra giọng nói của cô có phần khác biệt. Anh nghĩ một lát rồi mới nói, vừa hay anh có việc ở gần trang viên Thanh Long. Anh đợi em ở đó nhé. Vâng, vậy em đến đó luôn đấy. Ngắt điện thoại, Đinh Dũng hít sâu, tăng nhanh tốc độ hơn. Không ngờ một buổi liên hoan bạn bè mà lại lựa chọn trang viên Thanh Long. Xem ra đội bạn của Hàn Phương Nhiên khá đặc biệt. Đã quyết định thay đổi thì lần này trong cuộc gặp gỡ bạn bè của cô ấy, Đinh Dũng phải cho cô ấy được nở mày nở mặt mới được. Nghĩ vậy, anh càng tăng tốc hơn. Vốn dĩ con đường đi mất một tiếng đồng hồ thì đã được rút ngắn gần một nửa. Đi đường thuận lợi, có thẻ thông hành hắc kim của Thiết Vô Cực nên Đinh Dũng đã nhanh chóng qua hai cửa kiểm tra tới được khu biệt thự tầm trung. Anh mua căn biệt thự tầm trung ở đây, mặc dù diện tích không phải quá rộng nhưng thực tế thì tỷ lệ tận dụng lại nhiều hơn những khu khác. Từ đường lớn đi vào đến nhà để xe của khu biệt thự đều được sắp xếp không ít bảo vệ của nhà họ Thiết tuần tra theo dõi. Nhà họ Thiết đầu tư rất nhiều vào khu biệt thự ở Thanh Thành Sơn. Mỗi một khu vực đều được sắp xếp rất nhiều bảo vệ, mỗi một khu đều riêng biệt tách rời nhau và không cho phép vượt qua ranh giới. Vì dù sao thì những người sống ở đây đều vô cùng giàu có. Tính cách của mỗi người lại khác nhau. Vì để tránh rắc rối phiền phức xuất hiện nên thông thường không cho phép những việc cá nhân vượt qua ranh giới mỗi khu vực. Một khi phát hiện có người đột nhập vào vùng đất riêng tư của người khác thì nhà họ Thiết lập tức đuổi người như vậy đi, trong vòng nửa năm không được phép ra vào lại Thanh Thành Sơn. Đinh Dũng đỗ xe bên trong nhà để xe, sau đó đi về phía khu biệt thự. Lãnh địa cá nhân của khu biệt thự tầm trung này rất rộng lớn, đủ không gian để chủ nhân có thể làm một số việc khác. Biệt thự được xây dựng theo kiến trúc cổ điển mang phong cách của Hoa Hạ, cánh cửa được sơn màu đỏ thẫm trông vừa uy nghiêm nhưng lại không hề đơn điệu. Hai bên của được trồng hai cây đại thụ chọc trời, như hai vệ sĩ đứng bảo vệ vậy. Lãm Sơn Vọng Nguyệt Cư, cái tên này nghe rất có ý thơ, Đinh Dũng lắc đầu cười, đẩy cửa bước vào trong. Cánh cửa không khóa, bên trong còn có không ít công nhân đang đi đi lại lại, bọn họ đang dọn dẹp rác thải xây dựng. Đinh Dũng trông kết cấu thì khá hài lòng. Bên trong căn biệt thự cũng được tu sửa theo hơi hướng cổ điển, đơn giản nhưng không kém phần nho nhã. Em yêu, em trông con rồng xanh này, đúng là kỹ thuật tinh xảo, vừa vào biệt thự liền trông thấy một đôi nam nữ đứng bên bể nước, chỉ vào con rồng xanh thò đầu từ trong bể nước ra ngoài, trông như ẩn như hiện, chốc chốc cả hai lại bật cười khúc khích. Con rồng này được chạm trổ rất tinh xảo, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra nó là thành quả của bàn tay một bậc thầy rồi. Có con rồng này khiến cho bể nước như thêm phần sức sống, cô gái kia gật đầu, tỏ vẻ rất thích con rồng này. Đinh Dũng cau mày, hai người này là ai, trông không giống như công nhân đến đây tu sửa. Sao bọn họ lại đến biệt thự của mình, nghĩ rồi, anh đi tới hỏi, tôi thấy bình thường thôi. Cái bể này vốn có ý cảnh của nó, con rồng này chẳng qua cũng như thể vẽ rắn thêm chân thôi. Cái bể không phải rộng, chừng 7-80 mét vuông. Từng đường nước trắng xóa được phun thẳng từ bể lên, bên cạnh bể còn trồng một hàng cây liễu, trong bể còn có đàn cá với 5-6 thứ màu đang tung tăng bơi lội, trông hết sức trữ tình. Có thể nhận ra người thiết kế ra căn biệt thự này rất có kiến thức. Đáng tiếc con rồng xanh này lại không làm bật lên được cảnh đẹp ở đây. Việc tạo ra con rồng này không chỉ không khiến phong cảnh đẹp lên mà ngược lại nó lại trở nên thừa thãi. Ai, cậu thanh niên kia đổi sắc mặt, vội quay người lại nhìn. Khi thấy Đinh Dũng,
hắn ta chợt hắng giọng, anh thì hiểu cái gì? Một công nhân đi sửa nhà mà cũng dám luận bàn đánh giá trước mặt bổn thiếu gia đây. Còn không mau cút đi cho tôi. Là cậu thanh niên kia không nhận ra Đinh Dũng nhưng Đinh Dũng lại nhận ra hắn ta. Đây chính là tên Thiết Như Long mà trước đó khi mua xe anh đụng phải. Còn cô gái bên cạnh hắn ta đương nhiên là cô bạn gái đi cùng hắn trước đó. Cả hai người bọn họ ở đây làm gì? Đinh Dũng cau mày, hỏi, hai người ở đây làm gì? Anh quen chúng tôi à? Thiết Như Long sững người, sau đó đầu hắn ta hiện lên một bóng hình. Hắn bất giác lùi sau một bước, nghiến răng nói, là anh, sao anh lại ở đây? Là anh, cô bạn gái của Thiết Như Long cũng nhận ra Đinh Dũng, đột nhiên tái mét mặt. Hai người bọn họ biết rằng thân phận của Đinh Dũng không hề đơn giản. Lần trước chú của Thiết Như Long cũng bị Đinh Dũng tóm được, kết quả không những không thể định tội được Đinh Dũng mà ngược lại còn suýt bị cách chức điều tra. Do vậy mà ông chú đó có nói với hai người bọn họ là không được đụng tới Đinh Dũng nữa. Thế nào, tôi đến nhà tôi mà còn cần phải báo với cậu một tiếng à? Đinh Dũng hắng giọng, xoa xoa nắm tay, hỏi lạnh lùng, hai người đột nhập vào nhà người ta thì nên xử lý thế nào? Đột nhập vào nhà người khác nếu như bị đuổi thì cũng mất nửa năm không vào được đây. Nghĩ tới đây, Thiết Như Long chợt chột dạ, có điều hắn rất nhanh chóng đã định thần trở lại. Hắn chỉ vào Đinh Dũng, nạt khốn khiếp, anh mà có thể mua được biệt thự ở đây à? Mặc dù hắn ta biết thân phận của Đinh Dũng không tầm thường, nhưng ban đầu khi Đinh Dũng mua xe, chẳng qua cũng chỉ mua con xe có giá hàng triệu nhân dân tệ thôi. Nên biết rằng căn biệt thự này có giá lên đến 5, 600 triệu nhân dân tệ, tuyệt đối không phải là thứ mà Đinh Dũng có thể mua nổi. Thế nào, cậu không tin? Đinh Dũng nhướng mày, lạnh lùng nói. Cho dù cậu tin hay không thì mời cậu lập tức rời khỏi nhà tôi, nếu không tôi tin là nhà họ Thiết các cậu có lẽ sẽ không bao che cho người nhà đâu. Thật nực cười, nhà anh, nghe Đinh Dũng nói vậy, Thiết Như Long mới bật cười. Hắn đột nhiên tối sầm mặt lại. Lạnh lùng nói, tôi thấy anh đột nhập vào nhà người khác mới đúng. Tôi còn đang nghi ngờ xem anh làm sao mà có thể lên tới đây và vượt qua cửa kiểm soát của nhà họ Thiết được đấy. Thế nhưng nghe Thiết Như Long nói vậy, cô gái đứng bên hắn ta lại không khỏi cau mày. Cô ta và Thiết Như Long nghĩ không giống nhau. Đinh Dũng có thể vượt qua hai cửa kiểm soát lên tới đây thì có lẽ căn nhà này rất có khả năng là nhà của anh. Vốn dĩ thân phận của chủ nhân mua căn biệt thự này vẫn còn là ẩn số. Kể cả Thiết Như Long là người của nhà họ Thiết nhưng cũng không thể biết được chủ nhân của căn biệt thự là ai, rõ ràng là chủ nhân của căn biệt thự đã dặn dò kỹ lưỡng, không muốn bị lộ thân phận. Những đại gia khác nếu có thể mua một căn biệt thự ở đây thì có lẽ sẽ trăng đèn kết phải, thông tin cũng được đồn đi khắp thành phố rồi. Vì dù sao thì có thể mua được một căn biệt thự ở đây cũng là vinh dự vô cùng, là cách để chứng minh thân phận. Thế nhưng người mua căn biệt thự này lại hết sức thần bí. Không muốn để lộ thân phận, điều này không khỏi khiến cho những người khác tò mò. Như Long, em thấy, cô bạn gái bên cạnh Thiết Như Long đẩy hắn ta, nhìn Đinh Dũng hoài nghi, nói khẽ, hay là chúng ta đi thôi, ngộ nhỡ căn biệt thự này là của anh ta thì phiền phức đấy. Hừ, đi gì chứ? Không phải em thích căn biệt thự này sao? Chúng ta còn chưa xem xong nữa, Thiết Như Long tỏ vẻ mặt coi thường, hắn ta nhìn Đinh Dũng mỉa mai. Nếu anh ta mà mua được căn biệt thự ở đây thì anh ăn phân trước mặt anh ta cho xem. Với lại căn biệt thự này do nhà họ Thiết khai thác. Anh ở đây cũng phải là phá vỡ quy định được. Thấy Thiết Như Long không có ý định đi khỏi đây, Đinh Dũng mới cau mày, rút điện thoại ra, lạnh lùng nói, nếu còn không đi thì tôi báo nhân viên bảo vệ ở đây. Tôi lại muốn xem nhà họ Thiết có vì người trong gia đình mà phá vỡ quy định không. Thực ra Đinh Dũng cũng rất tin tưởng vào công tác bảo mật của Thiết Vô Cực. Không ngờ tên Thiết Như Long này cũng còn không biết chủ nhân của biệt thự này là ai. Mặc dù chủ nhân của căn biệt thự này không lộ thân phận nhưng ngược lại khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Với tốc độ lan tin nhanh chóng thì cả thành phố Kim Châu này đều biết, có một nhân vật máu mặt bí hiểm đã mua một căn biệt thự tầm trung ở Thanh Thành Sơn. Thông báo cho bảo vệ, anh dám sao, Thiết Như Long vẫn thái độ coi thường đó. Tên này giả bộ cũng giống lắm, căn biệt thự này không phải của Đinh Dũng. Nếu như Đinh Dũng mà gọi điện thoại báo cho nhân viên bảo vệ thì e rằng người đầu tiên bị đuổi ra khỏi đây là Đinh Dũng mới đúng. Còn Thiết Như Long hắn, mặc dù bị coi là đột nhập vào biệt thự riêng tư nhưng chủ nhân thần bí đó còn chưa đến ở, và lại hắn là người nhà họ Thiết đến đây để tuần tra, nói vậy cũng không đến mức bị phạt. Có điều,
Điều khiến Thiết Như Long không ngờ đến đó là Đinh Dũng nghe xong những gì hắn nói thì chỉ cười lạnh lùng, không nói lời nào, cứ thế đặt điện thoại bên tai. Tiểu tử này diễn xuất không tồi, có điều Thiết Như Long tôi không phải dạng dễ bị dọa đâu, còn có thể dọa lại anh đấy. Tôi xem lát nữa anh thu dọn tàn cục thế nào. Ông đây có thừa thời gian chơi với anh đến cùng, Thiết Như Long vẫn không thấy có gì đó bất ổn, ngược lại hắn còn mong thời gian trôi qua nhanh, như vậy hắn có thể sớm cho Đinh Dũng ăn cái bạt tai, lấy lại sĩ diện của lần trước. Nhưng cảnh này trong mắt bạn gái của Thiết Như Long lại khiến cô ta không khỏi thở dài. Cô ta kéo tay Thiết Như Long, khẽ nói, Như Long, chúng ta mau đi thôi, lỡ là thật thì rắc rối to. Em không muốn bị nhà họ Thiết các anh đuổi đi đâu, như vậy thì mất mặt lắm. Em yêu, em yên tâm, tên này tuyệt đối không dám gọi bảo vệ đâu, nếu không thì hắn ta sẽ bị đuổi đi đầu tiên, Thiết Như Long vỗ vai bạn gái, tự tin nói. Thế nhưng ở một bên, Đinh Dũng đã gọi xong điện thoại. Anh chỉ nói rất đơn giản, nhưng nhà họ Thiết đã lập tức cử người qua. Thấy Đinh Dũng bỏ điện thoại xuống, Thiết Như Long mới nhìn anh bằng vẻ mặt coi thường, tặc lưỡi nói tôi thật khâm phục cái mặt dày của anh. Đứng trước mặt chúng tôi mà còn diễn đạt như vậy. Mọi chuyện thế nào, cứ đợi rồi biết, Đinh Dũng cười châm chọc. Anh dám khẳng định nhà họ Thiết sẽ không dám vì Thiết Như Long mà làm sai quy định, nếu không thì một khi chuyện này bị đồn ra ngoài, danh tiếng của biệt thự ở Thanh Thành Sơn sẽ bị hủy trong phút chốc. Hừ, bổn thiếu ra đây thời gian là vàng là bạc. Đâu có thừa thời gian mà lãng phí với người như anh. Nếu trong vòng nửa tiếng mà bảo vệ không đến thì đừng trách tôi không lương tình, Thiết Như Long cười lạnh lùng. Bảo vệ nhà họ Thiết xử lý mọi việc rất nhanh. Hắn nói nửa tiếng là cố ý cài bẫy Đinh Dũng vì thời gian nói ngắn quá thì Đinh Dũng sẽ không làm. Đinh Dũng nghe xong thì không khỏi cau mày. Nhà họ Thiết cử người đến mà phải mất nửa tiếng sao? Cũng chậm chạp quá, khả năng thực hiện nhiệm vụ kém vậy sao? Nên biết rằng căn biệt thự với giá lên đến hàng trăm triệu tệ thế này ngoài để chứng minh thân phận ra thì còn phải khiến người ta an tâm, thoải mái. Nếu xử lý công việc mà phải mất nửa tiếng mới có người tới thì so với biệt thự tầm hàng trăm nghìn nhân dân tệ cũng có khác gì hơn đâu. Có điều Đinh Dũng lại nghĩ nhiều rồi. Chỉ 5, 6 phút sau đã có 4 nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đi tới cửa biệt thự. Sau khi xác nhận lại số biệt thự, bọn họ lập tức đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy Đinh Dũng và Thiết Như Long. Bọn họ cung kính lên tiếng hỏi, là ai gọi điện thoại vậy ạ? Là tôi gọi. Đinh Dũng khoát tay, thể hiện bảo 4 người đi vào, sau đó chỉ vào Thiết Như Long, nói, tên này đột nhập vào nhà tôi, theo như quy định thì nên làm thế nào? Quy định của Thanh Thành Sơn thế nào mọi người đều biết. Nếu có người đột nhập vào nhà riêng của người khác thì sẽ bị đuổi khỏi Thanh Thành Sơn nửa năm không được quay về, cho nên, tên bảo vệ đi đầu nói với vẻ mặt đắc ý, thế nhưng sau khi nhìn thấy Thiết Như Long, hắn lại tỏ ra cung kính vô cùng. Thiết thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Mặc dù Thiết Như Long chỉ là thiếu gia hàng nhánh trong nhà họ Thiết nhưng cũng không phải là người mà một tên bảo vệ như hắn có thể đụng tới được, cho nên lúc này sau khi thấy Thiết Như Long, cả 4 tên bảo vệ rõ vẻ nghe lời. 4 người đến đúng lúc lắm, người này vừa đánh trống vừa la làng, căn bản không phải là chủ nhân ở đây. Hắn ta đột nhập vào đây, bị tôi bắt được, lập tức đuổi hắn ra khỏi đây cho tôi, thấy 4 tên bảo vệ, Thiết Như Long chột dạ nên chỉ đành bấm bụng nói vậy. Đây, điện thoại là do Đinh Dũng gọi, theo lý mà nói thì Đinh Dũng là chủ nhân ở đây mới phải. Có điều bọn họ cũng không dám xem nhẹ lời của Thiết Như Long, nên tên bảo vệ đi đầu mới do dự một lúc. Xin vui lòng cho chúng tôi kiểm tra một lát, mong Thiết thiếu gia đợi một lát. Không cần kiểm tra nữa, nghe nhân viên bảo vệ nói phải cần kiểm tra thân phận, Đinh Dũng lắc đầu, giúp chứng minh thân phận mà Thiết vô cực đưa cho anh. Thế nhưng Thiết Như Long nghe vậy thì lại cho rằng Đinh Dũng sợ. Hắn bật cười, lộ nguyên hình rồi à? Một người như anh sao có thể mua nổi biệt thự ở đây, đừng ở đây để làm mất mặt người khác nữa đi. 4 người các anh đuổi anh ta đi, nếu không, bị chủ nhân của căn biệt thự này phát hiện thì sự uy nghiêm Thanh Thành Sơn còn đâu nữa. Đây, 4 tên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, chỉ còn cách đưa mắt nhìn sang Đinh Dũng. Nếu như Đinh Dũng không rút ra được chứng minh thân phận thì cả 4 người bọn họ chỉ có thể làm theo quy định, đuổi Đinh Dũng ra ngoài. Đinh Dũng nhìn Thiết Như Long bằng ánh mắt giễu cợt, rút tấm thẻ vàng ra rồi nói với 4 nhân viên bảo vệ, các anh là nhân viên bảo vệ ở khu biệt thự này thì chắc là không lạ với thứ này chứ. Thấy tấm thẻ vàng trong tay Đinh Dũng, cả 4 người run rẩy.
Tên bảo vệ đứng đầu mặt cắt không còn giọt máu, vội tiến lên trước cung kính nói, thưa cậu, cậu có thể cho tôi nhìn chứng minh thân phận của cậu một lát không? Đương nhiên là được rồi, Đinh Dũng đưa tấm thẻ vàng cho người này. Hắn ta nhận lấy tấm thẻ vàng thì mềm nhũn người, lập tức cúi đầu cung kính nói, chứng minh thân phận này quả là thật, không ngờ cậu lại là. Nghe tên bảo vệ nói vậy, Đinh Dũng liền lắc đầu tỏ ý hắn cũng không cần phải nói ra. Tấm thẻ vàng này là do Đinh Dũng mua được biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên rồi thì Thiết Vô Cực đưa cho anh. Chỉ cần có tấm thẻ này là có thể tự do ra vào 4 cửa kiểm soát của khu biệt thự Thanh Thành Sơn, vì vậy mà khi Đinh Dũng mua thêm căn biệt thự tầm trung, Thiết Vô Cực không đưa thêm cho anh thẻ để chứng minh thân phận nữa. Đợi đã, thẻ chứng minh thân phận ở khu biệt thự tầm trung này tôi nhớ không phải màu này. Tấm thẻ này có phải giả không? Nghe bảo vệ nói vậy, Thiết Như Long mới chột dạ. Nhưng hắn vẫn không tin Đinh Dũng có đủ tiền để mua biệt thự ở đây nên mới nghiến răng, nói tấm thẻ chứng minh thân phận này của anh ta nhất định là giả, các anh đừng để bị lừa. Thiết thiếu gia, thẻ chứng minh thân phận của khu biệt thự Thanh Thành Sơn không thể bị làm giả, tên bảo vệ đứng đầu lắc đầu nói. Vừa rồi chính hắn đã kiểm tra cho nên tấm thẻ này không thể là giả được. Được rồi, căn biệt thự này là tôi mua, hai người có thể cút đi được rồi đấy, Đinh Dũng hắng giọng. Sau đó nhìn vào 4 tên bảo vệ, điềm tĩnh nói, việc hai người này đột nhập vào nhà riêng của tôi, phiền 4 anh xử lý theo quy định. Nghe vậy, Thiết Như Long và cô bạn gái bên cạnh hắn tái mét mặt. Nếu như bị nhà họ Thiết đuổi đi thì Thiết Như Long còn đâu ra thể diện với bạn gái nữa. Đặc biệt là Thiết Như Long vốn dĩ là người nhà họ Thiết. Nếu thật sự bị gia đình mình đuổi khỏi Thanh Thành Sơn thì quả thật là nỗi sỉ nhục lớn. Đây, tên bảo vệ đứng đầu nghe vậy thì tỏ vẻ bị làm khó. Nói gì thì Thiết Như Long cũng là thiếu gia nhà họ Thiết, bọn họ không có quyền đuổi Thiết Như Long đi. Nếu các anh không xử lý được thì để Thiết Vô Cực xử lý, thấy bộ dạng đắn đo đó của mấy tên bảo vệ, Đinh Dũng mới bật cười lạnh lùng, rút điện thoại gọi cho Thiết Vô Cực. Cái gì, sao lại có chuyện này được? Tôi đến ngay, nhận được điện thoại của Đinh Dũng, Thiết Vô Cực tỏ thái độ rất hợp tác. Có lẽ ý thức được sự cấp bách của việc này nên tốc độ của ông ta rất nhanh chóng. Không đầy 3 phút, một chiếc xe thương mại màu đen đỗ ngay trước cửa biệt thự. Thiết Vô Cực tức tốc đi vào với bộ dạng tức giận. Vừa vào sân biệt thự liền trông thấy hai người phía Thiết Như Long mặt mày không mấy tự nhiên. Ông ta không buồn quan tâm đến Thiết Như Long, vội chắp tay chào Đinh Dũng rồi nói với vẻ mặt áy náy, cậu Đinh, đều là do tôi quản lý không nghiêm. Xin cậu bớt giận. Tôi sẽ xử lý hai người này thật nghiêm khắc. Chú, cháu, thấy Thiết Vô Cực đến, mặt Thiết Như Long tái mét, hắn định lên tiếng giải thích nhưng không cho hắn cơ hội đó. Thiết Vô Cực đã hắng giọng, mặt mày nghiêm túc, nói, loại khốn khiếp, ai cho cháu vào đây, đây là biệt thự riêng của cậu Đinh, ngoài cậu ấy ra thì không ai có tư cách vào đây hết. Cháu là người nhà họ Thiết, lẽ nào còn không biết quy định này? Chú Thiết, cháu và Như Long vô tình, bạn gái của Thiết Như Long mặt mày khó coi vô cùng. Nhưng cũng không thể không nói đỡ cho Thiết Như Long được, vì chuyện này liên quan đến thể diện của cả hai người bọn họ. Thế nhưng điều khiến cô ta không ngờ tới đó là Thiết Vô Cực không hề giữ thể diện cho cô ta, cứ thế lên giọng nạt nộ, cả hai không phải nói nhiều nữa, lập tức xin lỗi cậu Đinh, sau đó cút ngay khỏi Thanh Thành Sơn, trong vòng nửa năm không được đặt chân vào đây nửa bước. Thiết Như Long há miệng nhưng không nói nổi nên lời, chỉ biết sụt cổ gật đầu, kéo cô bạn gái chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Đinh Dũng đột nhiên mỉa mai, chắp tay nhìn về phía Thiết Như Long, thản nhiên nói, vừa rồi Thiết thiếu gia hình như nói nếu tôi là chủ nhân căn biệt thự này thì cậu sẽ thế nào nhỉ? Loại khốn khiếp, lại còn dám nói bừa với cậu Đinh, nghe Đinh Dũng nói vậy, mặt Thiết Vô Cực tối sầm cả lại. Vì trước đó Đinh Dũng hào phóng bỏ ra khoản tiền khổng lồ mua biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên nên sau khi Thiết Vô Cực báo cáo việc này lên trên thì được cả nhà họ Thiết coi trọng vô cùng. Tất cả mọi người đều cho rằng thân phận của Đinh Dũng không hề đơn giản vì vậy bọn họ đưa ra sách lược rằng có thể làm bạn thì làm bạn, tuyệt đối không được đụng vào Đinh Dũng. Cháu không nói gì, Thiết Như Long khóc lóc thê thảm. Đột nhiên hắn lại thấy hối hận vì đối đầu với Đinh Dũng rồi. Cậu đã không tiện nói thì để tôi nói, Đinh Dũng bật cười, nói với Thiết Vô Cực, vừa rồi Thiết thiếu gia chỉ vào mặt tôi mà nói đây là của tôi thì cậu ta sẽ ăn phân trước mặt tất cả mọi người. Cái này. Cậu Đinh, cậu xem, Thiết Vô Cực nghe xong thì cảm thấy ái ngại. Mặc dù ông ta rất tức giận nhưng cũng không thể để Thiết Như Long đi ăn phân được, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì nhà họ Thiết còn đâu thể diện.
Con người ấy mà, một khi đã nói ra thì phải có trách nhiệm với những gì mình nói, Đinh Dũng bật cười lạnh lùng. Đương lúc Thiết Vô Cực cho rằng Đinh Dũng không muốn bỏ qua thì anh đột nhiên nói, ông Thiết, nhất định phải giúp tôi giám sát cậu ta hoàn thành lời thề của mình. Vâng, cậu Đinh yên tâm, tôi nhất định sẽ giám sát, Thiết Vô Cực thở phào, ông ta lại có thêm thiện cảm với Đinh Dũng. Mặc dù Đinh Dũng trong thì có vẻ như không bỏ qua chuyện này nhưng anh lại lựa chọn giao cho Thiết Vô Cực, nên sau đó Thiết Như Long có ăn phân hay không thì chẳng phải Thiết Vô Cực nói thế nào cũng được sao. Cả hai đứa lập tức đi theo chú, nói rồi, Thiết Vô Cực trợn mắt hằn học nhìn hai người phía Thiết Như Long. Sau khi đưa mắt nhìn theo mấy người phía Thiết Vô Cực rời đi, Đinh Dũng mới đi một vòng trong biệt thự. Anh rất hài lòng với kết cấu tổng thể ở đây. Duy chỉ con rồng xanh ở bể nước thì Đinh Dũng lại đang phân vân có cần mời người đến để xóa nó đi hay không. Thực sự anh không ưng nó cho lắm. Được rồi, việc này để sau rồi tính, Đinh Dũng lắc đầu, anh gác chuyện này sang một bên, sau đó nhìn những công nhân đang vội vàng tu sửa, nói, mọi người đều vất vả rồi, có điều tôi vẫn muốn mọi người giúp tôi một việc này. Mọi người tăng nhanh tốc độ, nhất định phải hoàn thành mọi việc tu sửa trước khi trời tối. Tôi sẽ bỏ thêm tiền. Cho mỗi người thêm 1.000 tệ để tỏ lòng cảm ơn. Lời của Đinh Dũng kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Anh cho người thống kê hết toàn bộ số lượng công nhân, sau đó chọn ra một người đại diện, giao tiền cho người này. Việc tu sửa phải hoàn thành trong vòng ngày hôm nay. Như vậy thì tối nay anh và Hàn Phương Nhiên mới không cần quay về, cứ ngủ ở đây là được, tránh về nhà lại bị bố mẹ vợ giám sát. Vâng, cảm ơn ông chủ, cầm 1.000 tệ trong tay. Những công nhân ở đây hồ hởi thấy rõ. Bọn họ liên tiếp nói cảm ơn Đinh Dũng. Nửa tiếng sau, Đinh Dũng nhận được điện thoại của Hàn Phương Nhiên. Cô đã tới trang viên Thanh Long, mọi người đã đến đây đông đủ nên bảo Đinh Dũng mau ra ngoài. Mọi người làm nhé, tôi ra ngoài trước, Đinh Dũng nói với những công nhân ở đây rồi lái xe rời đi. Ông chủ này thật thoáng, cái xe này cũng phải đến vài triệu nhân dân tệ ấy, có người nhìn thấy chiếc siêu xe thì không khỏi trầm trồ. Ở cổng trang viên Thanh Long có tới 30-40 người đang đứng, lúc này bọn họ đứng thành từng nhóm nói chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Nếu ai tinh mắt là có thể nhận ra trong đám người này có hai kiểu. Một nhóm thì ăn mặc bình thường còn nhóm còn lại thì phần lớn đều ăn mặc hàng hiệu xa xỉ, xung quanh còn có mấy tên nịnh bợ, nói cười rôm rả. Phương Nhiên, Đinh Dũng chưa đến sao, Dương Phàm khoanh tay trước ngực nhìn Hàn Phương Nhiên bĩu môi nói. Nghe vậy. Hàn Phương Nhiên mới nhìn đồng hồ. Đã quá thời gian hẹn rồi mà sao Đinh Dũng còn chưa tới. Cô bất giác cau mày. Phương Nhiên, chồng cậu đúng là uy phong, để cho bao nhiêu người bọn tôi phải đợi như vậy. Đúng lúc này, có một người đàn ông mặc đồ Âu đi tới, cười nói. Mặc dù trông người này không đẹp trai bảnh bao nhưng đồ hiệu hắn ta đắp lên người, đặc biệt là hàng chữ thương hiệu Maserati được in nổi trên chiếc chìa khóa hắn đeo ở hông lại khiến người ta phải chú ý. Không ít người vây xung quanh người này. Hắn ta chính là người khởi xướng buổi liên hoan này, Phùng Gia Hào. Đúng vậy, nghe nói còn là một tên ở rể. Hàn Phương Nhiên cậu đúng là có phúc, một người đàn ông dáng người béo mập, mặt mày gian rảo đứng bên Phùng Gia Hào nhìn Hàn Phương Nhiên cười đều, nói chồng cậu không phải là bắt xe tới chứ. Gã đàn ông vừa lên tiếng đã kéo theo cả tràng cười của tất cả mọi người. Tôi nghĩ có khả năng lắm, một cô gái đứng bên Phùng Gia Hào cười lạnh lùng. Nhìn Hàn Phương Nhiên với ánh mắt coi thường. Mặc dù Hàn Phương Nhiên là người của nhà họ Hàn nhưng gia đình cô ấy cũng không phải giàu có gì. Cô ấy chỉ có thể đi xe Passat, thì sao có thể mua xe cho chồng được. Đúng vậy, mấy cô gái trang điểm loè loẹt, khuôn mặt trông hết sức bình thường cũng chêm vào. Những lời nói của bọn họ đến tai Hàn Phương Nhiên khiến cô không khỏi cau mày, nhưng cô cũng không phản bác lại, vì Đinh Dũng rất có khả năng là bắt xe nên mới tới muộn. Vì anh đã đưa xe của mình cho cô từ trước rồi. Nghe mấy cô gái xung quanh nói vậy, Phùng Gia Hào mới nhếch miệng châm chọc. Khi còn học đại học, hắn ta rất thích Hàn Phương Nhiên, có điều Hàn Phương Nhiên vẫn luôn từ chối, nên sau đó hắn ta ra nước ngoài phát triển vài năm, kiếm được không ít tiền, định chuẩn bị về nước phát triển thì nào ngờ nghe tin Hàn Phương Nhiên đã kết hôn. Và lại cô còn lấy một tên bỏ đi cho nên hắn mới muốn tổ chức buổi gặp mặt bạn bè. Nhân cơ hội này để Hàn Phương Nhiên biết được ban đầu cô không đồng ý lời tỏ tình của hắn là một việc sai lầm. Có điều khiến Phùng Gia Hào không ngờ tới đó là Hàn Phương Nhiên lại bảo cả chồng mình tới tham gia buổi liên hoan. Hắn đương nhiên phải chấp lấy cơ hội này. Giờ e rằng không dễ bắt xe.
hay là tìm ai đó đi đón anh ta, Phùng Gia Hào nhếch miệng nói với giọng đắc ý, cố tình nhấn mạnh vào mấy từ không dễ bắt xe để kéo theo sự chú ý của người khác. Tất cả mọi người có mặt ở đây, ngoài Hàn Phương Nhiên ra thì chỉ có Dương Phàm là biết Đinh Dũng giỏi thế nào, lúc này Dương Phàm nghe xong thì khó chịu, hắn giọng nói, sao mọi người biết Đinh Dũng không bắt được xe, nó không chừng sắp đến rồi đấy. Thật xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu, hay là mọi người vào trong trước đi, tớ lái xe đi đón anh ấy, Hàn Phương Nhiên cười ái ngại. Mọi người còn chưa kịp trả lời thì liền nghe thấy một loạt âm thanh vang lên càng lúc càng gần với bọn họ hơn. Một chiếc siêu xe phóng rất nhanh đi theo con đường núi lên đến đây, giây phút đi qua trang viên Thanh Long, chiếc xe được phanh gấp dừng lại trước mặt tất cả mọi người. Cửa xe từ từ được hạ xuống, Đinh Dũng cười nói với những người đứng sau Hàn Phương Nhiên, xin lỗi, để mọi người phải đợi lâu rồi. Anh đẹp trai này là ai chứ, thấy Đinh Dũng, có cả đám con gái nhao nhao lên tán thưởng. Chiếc xe này đẹp quá, người cũng khí chất nữa. Lẽ nào là anh Phùng mời tới? Người đàn ông với khuôn mặt giảo hòa thấy Đinh Dũng thì sáng mắt lên, định bụng nịnh hót lấy lòng. Mặc dù không biết giá trị chiếc xe mà Đinh Dũng đi nhưng trông cũng chẳng kém hề cạnh so với con xe Maserati của Phùng Gia Hào, thậm chí trông ngoại quan của chiếc xe còn bắt mắt hơn. Xin hỏi anh là ai? Phùng Gia Hào cảm nhận được Đinh Dũng hơn mình về phong độ nên không khỏi cau mày. Sao giờ anh mới đến? Mọi người đợi lâu lắm rồi, thấy chiếc siêu xe mà Đinh Dũng đi tới. Hàn Phương Nhiên cũng ngây người mất một lúc rồi mới phản ứng lại. Hi hi, tôi là chồng của Hàn Phương Nhiên, tôi là Đinh Dũng. Đinh Dũng gãi đầu, mở cửa xe bước xuống, nói với nhân viên bảo vệ ở bên, phiền anh đỗ xe giúp tôi. Cái gì, anh là chồng của Hàn Phương Nhiên? Là tên bỏ đi, gã đàn ông mặt mày giảo hoạt thấy thế thì há hốc miệng, hắn lên tiếng thì cảm thấy có gì đó không đúng nên vội ngậm miệng lại, ái ngại cười nói. Mọi người vào cả đi. Phùng Gia Hào tối sầm mặt lại. Lúc này mọi người mới định thần trở lại, người nào người nấy đều nhìn Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng với con mắt hết sức ngạc nhiên. Ai mà ngờ nổi kẻ bỏ đi trong lời đồn lại có thể đi chiếc siêu xe đắt đỏ như vậy. Bạn em giàu có thật đấy, Đinh Dũng nhận ra chiếc chìa khóa Maserati của Phùng Gia Hào nên bật cười nói. Ai ngờ Hàn Phương Nhiên lại kéo Đinh Dũng lại, liếc anh ấm ức, nói, hừ, cũng chẳng giàu bằng bạn anh. Vừa vào trang viên Thanh Long là có người đi tới đón tiếp, dẫn tất cả mọi người vào trong. Long Thủ Các, không ngờ Phùng Thiếu Gia lại bao trọn cả Long Thủ Các, thấy hàng chữ rồng bay phượng múa trên cửa, gã đàn ông mặt mày giảo hoạt không khỏi ngạc nhiên. Phùng Thiếu Gia đúng là hào phóng, có lẽ đã bỏ ra không ít tiền để thuê khu này, một cô gái mặt mày tinh danh bụng miệng kinh ngạc nói. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên cô ta tới trang viên Thanh Long. Nghe cả đám người xung quanh nịnh nọt. Phùng Gia Hào rất thích thú. Mặt hắn tỏ vẻ đắc ý vô cùng, hắn khoát tay, nói ấy, bao nhiêu tiền chứ, cũng chỉ có 200.000 tệ thôi. Cái gì, chỉ thuê một phòng VIP mà cũng đến 200.000 tệ. Trời đất, nghe Phùng Gia Hào nói vậy, cô gái mặt mày tinh danh kia đột nhiên bụng miệng nhìn về phía Phùng Gia Hào, trong đôi mắt cô ta ngoài ngưỡng mộ ra thì còn có sự dạo dực thấy rõ. Nếu như có thể khiến Phùng Gia Hào để ý đến mình thì có thể sống một cuộc sống vương giả. Quần áo là lượt. Có một số cô gái đã bắt đầu nảy sinh lòng ham muốn, vội vàng tới gần Phùng Gia Hào. Bọn họ hận rằng không thể nào lao vào lòng Phùng Gia Hào luôn cho rồi. Thế nhưng Phùng Gia Hào tại không hề có bất kỳ hứng thú nào với đám con gái này. Hắn ta quay đầu lại nhìn về phía Hàn Phương Nhiên. Hắn muốn xem Hàn Phương Nhiên tỏ thái độ thế nào nhưng nào ngờ Hàn Phương Nhiên lại đang nói chuyện hết sức tình ý với Đinh Dũng, mặt hắn đột nhiên tối sầm cả lại. Đợi đấy. Tí nữa rồi biết tôi xử lý anh thế nào, Phùng Gia Hào hắng giọng, nắm chặt tay. Phùng Thiếu Gia thật hào phóng, gã đàn ông mặt mày gian xảo thấy Phùng Gia Hào tối sầm mặt lại thì bắt đầu nịnh hót, sau đó hắn chuyển chủ đề sang Đinh Dũng, nói với giọng khó chịu, không giống như ai đó, lái siêu xe đến mà cũng không biết thể hiện một tí. Tôi thấy con xe đó đi thuê thì đúng hơn. Gã đàn ông mặt mày gian xảo rõ ràng là có ý nhằm vào Đinh Dũng. Ý tứ của hắn ta rất rõ ràng. Phùng Gia Hào bỏ ra hơn 200.000 tệ để đặt Long Thủ Các, nếu như Đinh Dũng không thể hiện một chút thì đúng là nhỏ mọn. Tôi thấy Phùng Thiếu Gia có lẽ cũng không thiếu tiền, Đinh Dũng nhìn Phùng Gia Hào rồi bật cười châm chọc. Nếu tôi ra tay mà giành mất uy phong của Phùng Thiếu Gia thì lại không hay đâu. Hắn ta đang kích động anh đấy, Hàn Phương Nhiên kéo Đinh Dũng lại.
Cô nghĩ rằng có lẽ xe Đinh Dũng là xe đi thuê, nếu không thì sao Đinh Dũng có thể mua nổi chiếc xe đắt tiền như vậy chứ? Mặc dù phô trương thì cũng hơi lãng phí nhưng nghĩ tới Đinh Dũng cũng là vì giữ thể diện cho mình nên Hàn Phương Nhiên vẫn cảm thấy ấm lòng. Hóa ra là xe thuê, cô gái mặt mày tinh danh đột nhiên lên giọng, tỏ vẻ coi thường. Chẳng trách, có lẽ anh ta phải bỏ ra tiền lương của cả tháng để thuê con xe này mất. Lấy đâu ra tiền mà thể hiện nữa? Cát, tôi nói rồi mà, nghe cô gái kia nói vậy, có người lập tức chêm lời. Mọi người đừng quên anh ta là một kẻ đi ở rể. Phương Nhiên chỉ đi con xe Passat mà anh ta đi siêu xe, nói thì ai tin chứ? Đúng vậy, tôi thấy xe anh ta đi thuê thì đúng hơn. Tùy mọi người nghĩ, Đinh Dũng khoát tay bất lực, dù gì thì chiếc xe đó cũng là của anh, mấy người này có đố kỵ thế nào thì cũng chẳng thay đổi được sự thật. Chiếc xe này là của anh Đinh Dũng, sao có thể là xe đi thuê được chứ? Dương Phàm thấy vậy thì đẩy Đinh Dũng, vội nói. Mọi người biết cái gì? Đinh Dũng, anh mau nói cho mọi người biết chiếc xe này có phải là của anh hay không đi. Chiếc xe này là của tôi, không phải đi thuê, như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng mới lên tiếng. Anh lấy đâu ra tiền, ai ngờ người khác còn chưa lên tiếng thì Hàn Phương Nhiên đã cau mày. Cô nhìn Đinh Dũng rồi chợt nhớ ra gì đó, vội hỏi, chiếc xe đó không phải là chiếc xe vẫn đỗ ở dưới tầng của nhà chúng ta hay sao? Đúng vậy, anh có nói không phải đâu, Đinh Dũng bật cười. Không đợi Hàn Phương Nhiên lên tiếng, anh đã giơ tay lên nói thật, đây là xe mà một người bạn của tặng cho anh, có điều vì nó thu hút người khác quá nên anh vẫn không dám lái đi. Được rồi, anh nhìn em rồi nói. Lại thêm một người bạn cũ nữa rồi đấy, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên bất lực xoa trán. Vẫn là bạn anh lợi hại. Đúng lúc này, gã đàn ông mặt mày gian rảo bật cười lạnh lùng, chỉ vào Long Thủ Các, anh đã nói xe là của anh. Anh có tiền như thế thì cũng thể hiện một chút đi, không thể đẩy hết toàn bộ chi phí lên một mình Phùng Thiếu Gia được. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà Phùng Thiếu Gia phải gánh cả, cô gái mặt mày tinh danh kia phụ họa theo, bộ dạng rõ vẻ ép người khác. Hay là anh trả tiền chi tiêu ăn uống đi. Đương nhiên, chỉ cần anh thừa nhận xe đó là xe anh đi thuê, không có tiền để thanh toán thì chúng tôi sẽ bỏ qua cho anh, cô gái mặt mày tinh danh kia lại thêm lời. Phùng Gia Hào nghe vậy nhì nhếch miệng tỏ vẻ đắc ý. Hắn gật đầu hài lòng, sau đó nói với gã đàn ông mặt gian rảo kia, lão giả, anh vừa mở công ty mới. Nếu như chú có hứng thú thì đến xem thế nào. Chỗ anh còn trống một vị trí giám đốc đấy. Vâng vâng, ngày mai em từ chức chỗ này luôn, nghe Phùng Gia Hào nói vậy, gã đàn ông mặt mày gian rảo gật đầu, tỏ vẻ hưng phấn hơn hẳn. Và vô tình, những trái bom như được kích nổ trong đầu mọi người. Đột nhiên có người lên tiếng, đúng vậy, hoặc là anh thừa nhận xe đi thuê, bản thân không có tiền, hoặc là anh phải chịu chi trả chi phí của buổi liên hoan ngày hôm nay. Ôi chao, các cậu dựa vào cái gì mà bắt anh Đình Dũng phải trả tiền? Là do Phùng Gia Hào mời chúng ta tới đây ăn uống, nếu không thì chúng ta cũng có tớ đây đâu, Dương Phàm chống hông, giải thích cho Đình Dũng. Thôi bỏ đi, tôi thấy để Phùng Thiếu Gia thanh toán một mình thì không được hợp lý cho lắm, vậy thì để tôi mời mọi người. Chi phí ăn uống ngày hôm nay tôi trả, Đinh Dũng lắc đầu. Anh thanh toán cũng chẳng sao nhưng cũng phải nói cho rõ ràng. Đây là mời mọi người chứ cũng không phải là muốn chứng minh điều gì. Được, tôi rất thích những người hào phóng, mặc dù lời nói thì ngọt xớt nhưng gã đàn ông mặt mày gian rảo kia lại tỏ vẻ như âm mưu đã đạt được vậy. Bọn họ quả quyết rằng chiếc xe là do Đinh Dũng đi thuê, đợi lát nữa ăn uống, nhất định phải chặt chém cho Đinh Dũng một trận, để Đinh Dũng phải bẽ mặt. Phùng Gia Hào thể hiện rất đắc ý. Lúc này hắn cười giòn tan, nói với giọng cảm khái, đã nói tôi mời là tôi mời, sao có thể để Hàn Phương Nhiên mời chứ? Phùng Thiếu Gia, người ta đã nói muốn mời rồi thì anh há chẳng phải nể mặt chút sao, gã đàn ông mặt mày gian rảo chêm lời. Nghe vậy, Phùng Gia Hào mới bật cười ha hả, nói, được rồi, vậy tôi phải nể mặt người anh em rồi. Lát nữa chúng ta cứ thoải mái ăn uống no nê. Tiền thanh toán tôi và người anh em này chia nhau mỗi người một nửa. Anh Đinh, anh thấy sao? Dứt lời, Phùng Gia Hào nhìn sang Đinh Dũng hỏi bằng giọng điệu chẳng hề nể nang. Được thôi, Đinh Dũng gật đầu, cố tỏ vẻ vui mừng. Hừ, quả nhiên là giả bộ, Phùng Gia Hào thấy dáng vẻ đó của Đinh Dũng thì lập tức cho rằng anh đang làm bộ làm tịch. Mặc dù những người khác không nói chắc nịch như Phùng Gia Hào nhưng suy nghĩ trong lòng thì ai cũng như nhau, bao gồm cả Hàn Phương Nhiên.
cô không tin lời Đinh Dũng cho lắm. Có điều, cứ nghĩ đến câu bạn học mà Đinh Dũng nói, cô lại cảm thấy bất lực. Mặc dù Đinh Dũng lúc nào cũng nói người này người kia là bạn mình nhưng mấy người đó quả thực hỗ trợ anh rất nhiều trong mọi việc. Một người là Trương Bồi Sơn, con trai của lão đại trong giới xã hội đen, người này cô và Dương Phàm đã từng gặp, còn có người phụ trách của bất động sản Đỉnh Kim, con trai của giám đốc ngân hàng. Mỗi một người Đinh Dũng nói ra đều giúp Hàn Phương Nhiên rất nhiều, điều này khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Có lẽ chiếc xe này đúng là của một người bạn nào đó giàu có tặng cho anh thật. Còn đang mải suy nghĩ, Hàn Phương Nhiên đã bị Đinh Dũng kéo vào trong Long Thủ Các. Long Thủ Các, cái tên này mang ý nghĩa là đầu rồng. Cả trang viên Thanh Long được chia làm 5 phần, lần lượt là Long Thủ Các, Long Kỳ Các, Long Chảo Các, Long Cơ Các và Long Khu Các. Trong đó, Long Thủ Các nổi danh nhất và cũng là khu cao cấp nhất, là sự lựa chọn để tiệc tùng hội nghị. Phùng Gia Hào có thể đạt được nơi này, có thể thấy hắn là người rất có thế lực. Vào bên trong Long Thủ Các, mọi người đều phải choáng ngợp bởi cách trang trí ở đây. Đến cả Phùng Gia Hào cũng không ngoại lệ, có điều hắn ta lại không thể hiện ra ngoài. Hắn cười nói, mọi người mau ngồi đi. Diện tích của khu này rất rộng lớn, được trang trí nguy nga lộng lẫy, có lẽ là do Phùng Gia Hào dặn dò người ở đây. Lúc này bên trong khu lầu này được đặt 3 cái bàn tròn, ghế ngồi cũng đã được xếp đầy đủ. Nghe Phùng Gia Hào nói vậy, cả đám người lập tức tiến lên tìm chỗ ngồi cho mình và Phùng Gia Hào cũng tìm cho mình một chỗ ngồi trong đám người. Phương Nhiên, chúng ta ngồi đâu? Dương Phàm nhìn về phía bàn của Phùng Gia Hào, tỏ vẻ không muốn tới đó ngồi. Thực ra cô cũng chẳng có cơ hội tới đó vì ở đó không còn chỗ trống nữa, còn vài chỗ trống cũng đều bị mấy người phía cô gái mặt mày tinh danh kia cướp mất. Đến cả gã đàn ông trông gian rảo cũng không có chỗ mà dành. Có điều hắn ta cũng không tỏ ra ấm ức, cứ thế cười ha ha đi sang bàn bên ngồi, nhưng vị trí ngồi lại gần Phùng Gia Hào. Chúng ta ngồi đây đi, Đinh Dũng cười nói, không đi về phía Phùng Gia Hào mà ngồi vào bàn bình thường nhất. Những người trong bàn này đều không phô trương, bọn họ ăn mặc giản dị như Đinh Dũng, chỉ có Hàn Phương Nhiên và Dương Phàm thì nổi trội hơn đôi chút. Anh Đinh, mấy người ngồi đây sao? Một người đàn ông trông rất nho nhã thấy Đinh Dũng thì do dự một lát, hỏi với giọng khó tin, như thể cậu ta cảm thấy việc Đinh Dũng ngồi đây là hết sức khác thường. Theo cậu ta thấy thì một người lái chiếc xe sang như vậy nên ngồi cùng bàn với Phùng Gia Hào mới đúng. Chúng tôi ngồi đây, bên kia đông quá, lại chật chội, Đinh Dũng cười đáp. Ấy, mấy người không chê chúng tôi chứ, một cô gái mặt mụn cười ái ngại. Vốn dĩ những người này có điều kiện gia đình không mấy khá giả cho nên đi tới đâu cũng bị coi thường. Mấy người nói gì thế chứ? Bọn mình đều là bạn học mà, sao bọn tôi lại có thể chê các cậu chứ? Dương Phàm bĩu môi, sau đó nhìn sang phía cậu bạn trông nho nhã kia. Cô huých tay với cậu bạn, hỏi, ê, mọt sách, đây là vợ cậu à? Nói rồi, Dương Phàm nhìn vào cô gái dịu dàng bên cạnh cậu ta. Cô chưa gặp cô gái lạ mặt này bao giờ. Cậu thanh niên nho nhã kia nghe vậy thì đỏ mặt, gật đầu nói, đây là vợ tôi, Tiêu Hồng. Tôi tưởng mọi người đều dẫn vợ hoặc chồng đi, ai ngờ có mỗi tôi dẫn vợ đi. Chào mọi người, em là vợ của Bân Tử, em là Tiêu Hồng, cô gái thẹn đỏ mặt, rụt rè nói. Được rồi, mọi người gọi món đi, lúc này, Phùng Gia Hào đứng dậy. Hắn ta cười rồi hét lớn, phục vụ. Dứt lời, lập tức có một nhân viên phục vụ đi tới, trong tay cầm thực đơn đưa cho Phùng Gia Hào. Mọi người không phải khách sáo nhé. Hôm nay tôi và anh Đinh mời, cứ ăn uống no say. Phùng Gia Hào cầm thực đơn lên, lật lật vài trang, cười nói, tôm hùm châu Âu, một bàn 3 con. Ôi chao, Phùng thiếu gia đúng là hào phóng, mỗi bàn một con tôm hùm châu Âu, vậy tổng cũng là 9 con rồi. Gã đàn ông mặt mày gian rảo nịnh nọt, sau đó lại chuyển chủ đề, tôi nghe nói tôm hùm châu Âu không rẻ đâu, một con ít nhất cũng phải 2-3 nghìn tệ. Cắt, cậu không nhìn lại thân phận của Phùng thiếu gia xem, cô gái mặt tinh danh kia nịnh nọt Phùng Gia Hào. Lúc này, nhân viên phục vụ kia đột nhiên đi đến, nói trang viên Thanh Long của chúng tôi thì còn lại loại tôm hùm từ 1,5 cân đổ lên, giá đắt hơn một chút. Một con 5 nghìn tệ. Ôi trời! Vậy 9 con không phải là 45 nghìn tệ sao? Nhân viên phục vụ vừa lên tiếng đã có không ít người tỏ ra kinh ngạc. Đắt quá, Bân Tử ngồi cạnh Đinh Dũng cười ái ngại, nói. Anh Đinh, tên này rõ ràng là muốn đào hố cho anh. Tên Phùng Gia Hào này đúng là vô liêm sỉ,
hắn cố ý làm vậy đấy. Dương Phàm tức tối nhìn Phùng Gia Hào, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn đi cho rồi. Còn Hàn Phương Nhiên nghe vậy thì không khỏi cau mày. Cô tính lại số tiền còn lại trong thẻ, cũng không biết có đủ hay không vì Phùng Gia Hào chắc chắn còn gọi thêm món khác nữa. Hừ, không ăn được nổi thì đừng giả bộ ở đây nữa, nghe Dương Phàm nói vậy, cô gái mặt tinh danh kia mới lên giọng, tỏ vẻ coi thường Đinh Dũng. Nếu không thì anh dập đầu nhận sai với Phùng thiếu gia đi, như vậy được miễn không phải trả tiền đấy. Mẹ kiếp, có tin bà đây xé rách mồm cô không hả? Dương Phàm điên tiết đứng bật dậy chỉ vào mặt cô gái tinh danh kia. Lúc này, Phùng Gia Hào lại cau mày, tỏ vẻ bất lực, nói, được rồi, tiểu sảnh, cậu nói linh tinh gì thế? Anh Đinh sao có thể để ý đến chỗ tiền vặt vãnh này chứ? Quả thực là cũng không có gì, Đinh Dũng gật đầu. Theo anh thấy thì mấy món này cũng chẳng có gì đặc biệt. Phùng Gia Hào nghe thế thì không lên tiếng nữa nhưng trong lòng hắn lại không khỏi cười thầm. Anh cứ giả bộ nữa đi, lát nữa thanh toán tôi xem anh làm thế nào. Sau đó, Phùng Gia Hào lại gọi rất nhiều đồ ăn lên, mỗi một món ăn đều có giá trên trời. Phần lớn người ở đây còn chưa kịp nghe và nhớ tên thì Phùng Gia Hào đã cho bọn họ chiêm ngưỡng cả bàn ăn đầy của ngon vật lạ để mở rộng thế giới quan rồi. Chẳng trách mà có câu nói đừng lấy tiền lương cả năm của bạn mà đi thách thức tiền lẻ của người khác. Được rồi, món ngon lên cả rồi, mọi người muốn uống rượu gì? Phùng Gia Hào đưa lại thực đơn cho nhân viên, sau đó quay đầu nhìn sang Đinh Dũng, cười nói, anh Đinh, tôi gọi đủ món ăn rồi, rượu thì để anh đi. Anh muốn uống rượu gì? Tôi muốn uống rượu gì sao? Đinh Dũng sững người một lát, như thể không ngờ hắn ta lại đẩy việc chọn rượu cho mình. Có điều anh đã nhanh chóng phản ứng lại kịp, cười nói với nhân viên, cho tôi xem thực đơn được không? Vì không biết trang viên Thanh Long có loại rượu gì nên Đinh Dũng nghĩ rằng vẫn phải xem thực đơn cho chắc, nếu không, lỡ gọi loại rượu mà ở đây không có thì cũng rắc rối. Nhân viên phục vụ nghe xong liền đưa thực đơn cho Đinh Dũng. Đừng cho chúng tôi uống rượu kém chất lượng quá nhé, người đàn ông mặt mày gian rảo nhìn Đinh Dũng mỉa mai. Vốn dĩ hắn ta còn muốn nếm thử chai vang Sato Lafite Rothschild Pilac nhưng hiện giờ xem ra hết cơ hội rồi. Lúc này Đinh Dũng nhìn các loại rượu trong thực đơn, hỏi, mọi người có ai muốn uống rượu trắng không? Không, rượu trắng khó uống lắm, uống rượu vang đi, Đinh Dũng vừa dứt lời, mọi người còn chưa trao đổi gì với nhau thì cô gái mặt tinh danh kia đã lên tiếng trước. Nghe cô ta nói vậy, những người còn lại cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Thế là Đinh Dũng liếc về trang rượu vang, có điều anh lại cau mày, bởi vì rượu vang trên tờ thực đơn này không hề có bất cứ loại nào mà anh ưng ý cả. Không có rượu La Romani Conti sao? Đinh Dũng nhìn lại một lần sau đó hỏi nhân viên phục vụ. Thực ra anh không ôm hy vọng ở đây có rượu La Romani Conti vì dù sao thì loại này cũng rất hiếm có, và lại về cơ bản thì trên thị trường cũng rất hiếm, cho dù có tiền cũng không phải là có thể mua được. Thế nhưng điều khiến Đinh Dũng không ngờ đến là nhân viên phục vụ lại gật đầu, nói chúng tôi vẫn có, nhưng chai này không hề rẻ, anh chắc chắn muốn đặt chứ. Nghe vậy, Phùng Gia Hào lục lại ký ức một lần. Cái tên rượu này hắn còn chưa bao giờ nghe thấy, và lại trên thực đơn cũng không ghi, có lẽ không phải là rượu gì nổi tiếng, nên mới bật cười, nói anh Đinh đã muốn uống thì lấy chai này đi. Rượu gì mà tên là La Romani Conti đó, cho chúng tôi mỗi bàn 3 chai. Phùng Gia Hào cười nói. Tôi còn muốn nếm chai Sato Lafite Rothschild Pilac nữa, anh ta gọi rượu gì thế không biết, tôi còn chưa nghe tên bao giờ. Không phải là loại rượu bình dân giá 2.000 tệ một chai chứ, gã đàn ông mặt gian rảo thấy Đinh Dũng gọi rượu thì đột nhiên tỏ vẻ bất bình. Nghe giọng hào phóng vung tiền kia của Phùng Gia Hào, Đinh Dũng không khỏi cau mày. Rượu La Romani Conti 90 đó e rằng ở trang viên Thanh Long này cũng chưa chắc có nổi 9 chai. Phùng Gia Hào thật là mạnh miệng. Xem ra tên này cũng chỉ có ít tiền mà thôi. Dám lên tiếng gọi 9 chai, Đinh Dũng nghĩ một lát, không lên tiếng mà nhìn sang nhân viên phục vụ ở bên. Nhân viên kia sững sờ, có điều cũng nhanh chóng định thần lại, lắc đầu nói với Phùng Gia Hào, rất xin lỗi, loại rượu này chúng tôi không có dư số lượng nhiều, chỉ có 3 chai. Cái gì, chỉ có 3 chai, rượu vớ vẩn gì vậy? Đến cả trang viên Thanh Long mà còn không chữ rượu này. Gã đàn ông mặt gian rảo cho rằng những thực khách đến đây ăn uống không bao giờ gọi La Romani Conti nên mới không có hàng sẵn. Thực ra người đến đây dùng bữa quả thực phần lớn đều không gọi loại rượu này, nhưng cũng không phải vì rượu này không ngon mà là vì giá tiền của nó quá đắt.
Một chai cũng đến hơn 1 triệu nhân dân tệ, ai mà uống nổi. Dù bọn họ có thể uống loại rượu này, thế nhưng ở trên thị trường lại không hề dễ mua. Trang viên Thanh Long có thể chữ được 3 chai này quả thực là không hề dễ dàng. Trước kia khi còn ở nước ngoài, Đi Dũng cũng may mắn được uống vài lần, cảm thấy nó rất ngon. 3 chai, lấy 3 chai, lấy cả lên đây. Sau đó lên thêm 6 chai Sato Lafite Rothschild Pilac, Phùng Gia Hào bật cười, trong ánh mắt rõ cái nhìn lạnh lùng, chẳng thể hiện ra nổi sự tử tế. Hắn ta còn mải nghĩ làm thế nào để gài bẫy Đinh Dũng kia. Đinh Dũng nghe vậy thì nhếch miệng mỉa mai. Xem ra tên này đúng là muốn cài bẫy mình rồi, có điều tới cuối cùng ai cài bẫy ai thì cũng chưa chắc. Ha ha, tôi thích Sato Lafite Rothschild Pilac, còn rượu La Romanée Conti kia thì để bọn họ uống đi, dù sao thì anh Đinh cũng không thích loại này mà. Phùng Gia Hào gọi rượu còn gã đàn ông mặt mày gian dảo thì bật cười khanh khách. Anh Đinh đã thích uống thì để cho bàn anh Đinh, Phùng Gia Hào gật đầu, tỏ vẻ bất lực. Vốn dĩ tôi còn định uống nhưng xem ra không có phúc đó rồi. Đinh Dũng nhìn hắn với vẻ mặt hết sức kỳ lạ, như thể đang nhìn đám ngốc vậy. Anh hỏi, các cậu chắc chắn là không uống chứ? Loại rượu này uống cũng ngon lắm đấy. Anh cứ uống một mình đi, chúng tôi thích loại khác kia, cô gái mặt mày tính danh trở mặt. Ai biết được anh gọi cái loại rượu rác rưởi gì? Sato Lafite Rothschild Pilac ngon hơn, một ngụm cũng đã mấy trăm tệ rồi. Sau khi khách gọi đồ xong xuôi, nhân viên phục vụ rời đi. Nửa tiếng sau, những món sơn hào hải vị được bưng lên. Trang viên Thanh Long không hổ là nơi thể hiện thân phận tốt nhất ở thành phố Kim Châu, mỗi một món ăn đều được trình bày vô cùng tinh tế, khiến người ta được mở mang tầm mắt. Đinh Dũng, anh gọi rượu gì vậy? Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng, khẽ hỏi. Ôi, chúng ta không có phúc rồi, đó là rượu Sato Lafite Rothschild Pilac đấy. Uống một ngụm cũng mất mấy trăm tệ rồi, Bân Tử lắc đầu tiếc nuối. Cậu ta thì không nghĩ ngợi nhiều, ngược lại còn đồng tình với Đinh Dũng. Nghe Hàn Phương Nhiên và Bân Tử nói chuyện, Đinh Dũng biết bọn họ không hiểu về rượu La Romanée Conti, có điều anh cũng không giải thích, chỉ lắc đầu, nói yên tâm. Loại rượu này không kém so với rượu của bọn họ đâu. Không phải chứ, Sato Lafite Rothschild Pilac có giá như vậy, còn chai gì mà La Romanée Conti anh nói thì có gì hay, Dương Phàm thắc mắc. Đinh Dũng cười bí hiểm, không giải thích thêm, chỉ nói, các em cứ uống là biết, anh dám đảm bảo các em có phúc phần ăn uống hơn bọn họ nhiều. Nghe Đinh Dũng nói vậy, những người còn lại chỉ nghĩ rằng anh đang cố giữ thể diện, mọi người không nói thêm lời nào, bắt đầu dùng bữa. Còn 2 bàn còn lại đã bắt đầu dùng bữa từ lâu rồi. Rượu của chúng ta sao mãi còn chưa lên, thấy rượu Sato Lafite Rothschild Pilac của bàn bên đã lên, Dương Phàm không khỏi sốt ruột. Lẽ nào rượu quý thì được lên trước còn rượu rẻ hơn thì lên sau? Làm cái gì mà ăn bữa cơm cũng kỳ bo thế chứ? Đinh Dũng nhìn ra suy nghĩ của Dương Phàm nên lắc đầu, cười nói, em nghĩ sai rồi, vì rượu của chúng ta còn chưa lắc xong. Hả, không phải chứ? Em nghe nói rượu càng ngon thì thời gian lắc rượu càng lâu, Tiêu Hồng nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Đinh Dũng mới giơ ngón tay tán thưởng, nói, đúng vậy. Nào, mọi người cùng cụng ly thôi, đúng lúc này, Phùng Gia Hào mới đứng dậy nâng ly nói. Phùng thiếu gia, rượu của người ta còn chưa lên đâu đấy, gã đàn ông mặt gian rảo khích bác. Cô gái tinh danh kia cũng lập tức đứng lên phụ họa. Cười tinh quái, có phải các cậu chọn rượu rẻ quá không mà người ta tìm mãi không thấy vậy? Tôi thấy bình thường những người đến đây có ai uống rượu đó bao giờ đâu, người ta đều uống Sato Lafite Rothschild Pilac, một người đứng bên Phùng Gia Hào chêm vào, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nói, Gia Hào, cậu ngồi xuống trước cái đã. Là tôi sơ ý rồi, chúng ta đợi thêm lát nữa, Phùng Gia Hào gật đầu, nhếch miệng mỉa mai. Hắn ta ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn sang Hàn Phương Nhiên, nói, Phương Nhiên, gần đây tôi mới mở một công ty, chuẩn bị về nước lập nghiệp, có cơ hội chúng ta hợp tác nhé. Gần đây tôi cũng nhận thêm vài hạng mục công việc nữa. Tôi nhớ công ty của cậu là về nội thất phải không, vì để thu hút được ánh mắt của Hàn Phương Nhiên, Phùng Gia Hào đã xin bố hắn rút tiền ra để gây dựng một công ty bất động sản. Được, sau này có cơ hội thì hợp tác nhé, Hàn Phương Nhiên gật đầu. Nhưng Phùng Gia Hào lại không thấy hài lòng với phản ứng đó của Hàn Phương Nhiên. Hắn lại nói tiếp, gần đây tôi nhận được một hạng mục khai thác một thôn trong thành phố ở ngoại ô phía Bắc, cậu có hứng thú không? Nghe Phùng Gia Hào nói vậy,
cả đám người tỏ vẻ ngưỡng mộ không thôi. Nếu có thể hợp tác với Phùng Gia Hào thì chắc chắn có thể kiếm được bội tiền, nhưng bọn họ cũng hiểu rằng Phùng Gia Hào vì muốn có được tình cảm của Hàn Phương Nhiên nên mới làm như vậy. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến đó là Hàn Phương Nhiên lại lắc đầu, từ chối hợp tác, khoảng thời gian này thì không được rồi, giờ tôi đang là đối tác với bất động sản đỉnh kim, không thể hoàn thành hạng mục nhanh chóng được. Phùng Gia Hào nghe xong thì cau mày, nói giọng trách móc, Phương Nhiên, tôi biết cậu là người giữ chữ tín, nhưng bất động sản đỉnh kim là công ty còn con gì chứ? Tôi còn chưa nghe thấy tên bao giờ, cậu dốc sức làm ở chỗ tôi không phải kiếm được nhiều tiền sao? Chỉ bằng hợp tác với tôi đảm bảo cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đinh Dũng nghe vậy thì không thể kiềm chế nổi mà bật cười. Không biết tên này đã bao lâu không về nước rồi, đến thông tin cơ bản như vậy mà cũng mù tịt, bất động sản đỉnh kim mà còn không biết sao. Mấy người cùng bàn với Phùng Gia Hào nghe thế thì mặt mày tỏ vẻ kỳ lạ. Gã đàn ông xoay nhẫn kia thấy thế thì cùng ly với Phùng Gia Hào, định nói gì đó thì nào ngờ Phùng Gia Hào lại lên tiếng. Anh cười cái gì? Phùng Gia Hào nhìn Đinh Dũng chằm chằm, lên tiếng hỏi lại. Khụ khụ, tôi có cười đâu, có điều thông tin của cậu cũng lạc hậu quá, đến bất động sản đỉnh kim mà cũng không biết sao, Đinh Dũng ho sù sụ, khoát tay nói. Nghe vậy, Phùng Gia Hào mới cười lạnh lùng, nói tôi thật sự chưa từng nghe cái tên bất động sản đỉnh kim, lẽ nào là doanh nghiệp mới nổi 2 năm gần đây? Gia Hào, hiện giờ bất động sản đỉnh kim và tập đoàn Viên Thị là 2 công ty lớn nhất về bất động sản hiện nay, gã đàn ông xoay nhẫn kia vội lên tiếng nhắc nhở Phùng Gia Hào. Phùng Gia Hào nghe vậy thì mặt mày biến sắc, đặc biệt là khi nghĩ tới câu đánh giá của mình về bất động sản đỉnh kim, hắn không khỏi cảm thấy nóng ran mặt, như thể bị người khác cho 2 cái bạt vậy. Đặc biệt là đứng trước mặt người con gái mình thích, hắn thật sự cảm thấy mất hết sĩ diện. Phùng Gia Hào mặt mày tối sầm cả lại, hắn không nói lời nào, cứ thế ngồi xuống, ái ngại nói, Phương Nhiên, không ngờ cậu lại có thể hợp tác với một công ty lớn như vậy. Vậy cậu cứ làm việc của mình đi, sau này có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Hàn Phương Nhiên từ đầu tới cuối không hề tỏ thái độ gì. Cô không có cảm xúc với Phùng Gia Hào nhưng Phùng Gia Hào từ khi còn đi học đã luôn theo đuổi cô. Không ngờ bao nhiêu năm như vậy mà hắn vẫn không từ bỏ. Sau đó, Phùng Gia Hào không nói chuyện với Hàn Phương Nhiên nữa mà nói chuyện với mấy người bạn cùng bàn. Những người ở bàn bên lần lượt qua chúc rượu Phùng Gia Hào, phần lớn đều nịnh bợ, muốn kiếm chút hời từ phía hắn. Đinh Dũng ngồi ở bàn bên này lặng im, còn rượu La Romani Conti anh gọi cũng đã được mang lên. Bộ đồ chiết rượu vang mà nhà hàng này dùng trông rất tinh tế, nhưng không hề thấy chai rượu được mang lên, có lẽ nhà hàng tự để lại. Đến cái chai còn không có, loại rượu này cũng khó mà phân biệt thật giả, Đinh Dũng tự nhủ nhưng vẫn nhấp một ngụm rồi gật đầu. Vị của nó thật ngon. Đối với anh mà nói, thưởng thức hương vị là có thể nhận ra được thật giả nhưng đối với những người khác mà nói thì lại không hề giống vậy. Bọn họ chỉ nhấp một ngụm, có thể là do uống không quen nên có người còn bày ra bộ dạng chê bôi. Duy chỉ có Hàn Phương Nhiên, sau khi nhấp một ngụm liền nhìn sang Đinh Dũng, chai rượu này cũng được đấy, có lẽ không rẻ phải không anh? Đương nhiên không hề rẻ rồi, Đinh Dũng cười đùa, nhìn sang Phùng Gia Hào, hạ giọng nói em đợi xem trò hay nhé. Chai La Romani Conti này có giá lên đến 10.000.000 nhân dân tệ, lại thêm những món ăn khác nữa, bữa tiệc hôm nay ít nhất cũng phải 4-5 triệu nhân dân tệ. Cũng không biết là lát nữa khi tính tiền, Phùng Gia Hào phát hiện ra phải trả 2 triệu nhân dân tệ thì sẽ thế nào. Có điều tên này có thể mở một công ty bất động sản thì con số 2 triệu nhân dân tệ có lẽ cũng không phải là vấn đề. Nghĩ tới đây, Dũng lại cảm thấy hơi đau đầu, vốn dĩ anh muốn để cho tên này bẽ mặt. Hiện giờ xem ra là khó mà khiến hắn bẽ mặt rồi. Có điều, khiến cho hắn cảm thấy phải xót tiền cũng là một cảm giác không tồi. Dù sao thì bỏ ra 2 triệu nhân dân tệ mà không uống nổi một ngụm La Romani Conti, cảm giác đó quả thật xót xa. Sau một hồi cụng ly, đã có người bắt đầu say chênh choáng, còn thật sự say hay không thì chỉ bọn họ mới biết. Cô gái mặt tinh danh kia đỏ mặt, loạng choạng đi về phía Phùng Gia Hào rồi ngã vào người hắn. Lại còn cố ý kéo phần ngực áo xuống dưới thật sâu, để lộ ra đôi gò bồng đào nảy nở. À, tôi say rồi, vừa nói, cô ta vừa dựa vào Phùng Gia Hào. Phùng Gia Hào cau mày, có điều sau khi thấy bộ ngực nảy nở của cô ta thì hắn lại dịu mặt lại, liếm liếm môi, đỡ cô ta dậy, nói, mọi người đều uống đến tầm rồi,
bữa tiệc hôm nay dừng ở đây nhé, ai về nhà nấy. Nếu không muốn về nhà thì tôi đặt phòng ở trang viên Thanh Long cho mọi người nghỉ ngơi. Phục vụ, đỡ cô ấy đến phòng số 4, vừa nói, Phùng Gia Hào đẩy cô gái mặt tinh danh kia cho nhân viên phục vụ. Chúng ta cũng đi thôi, Đinh Dũng cũng đã ăn uống no say, cười nói với Hàn Phương Nhiên. Ấy, đợi đã, tính tiền đã chứ, lúc này, gã đàn ông mặt mày gian xảo kia mới ngăn Đinh Dũng lại, nheo mắt nói. Phục vụ, tính tiền ở đây trước rồi tính chỗ khác sau. Nghe vậy, Phùng Gia Hào đắc ý gật đầu, tên này quả là hiểu cách quan sát sắc mặt, đúng là nhân tài có thể dùng đến. Đúng vậy, tính tiền chỗ này trước đi, Đinh Dũng không phản đối. Nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó bấm thiết bị giống như điện thoại trong tay mình và nói với Phùng Gia Hào, chào anh, chi phí thuê phòng VIP này là 21.000 tệ, thêm chi phí ăn uống là 4.600.000 tệ. Tổng cộng tất cả là 4.830.000 tệ. Lấy anh tròn 4.800.000 tệ. Cái gì, bao nhiêu tiền, gã đàn ông mặt gian xảo giật mình, hỏi lại. Phùng Gia Hào cũng cau mày, tỏ bộ dạng không sao tin nổi, hét lên, có phải cậu tính nhầm không vậy? Sao có thể đắt đỏ như vậy chứ? Đúng vậy, hơn 4 triệu tệ, cậu đang đùa đấy à, Dương Phàm cũng hết hồn. Một bữa cơm mà tiêu hết 4 triệu nhân dân tệ, đây là khái niệm gì không biết? Hàn Phương Nhiên cau mày, bây giờ phải làm sao chứ? Vừa rồi cô còn định giúp Đinh Dũng trả một nửa chi phí nhưng giờ một nửa cũng lên đến hơn 2 triệu nhân dân tệ. Cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Cậu nhân viên phục vụ kia nghe mọi người hỏi vậy thì khẽ cau mày nhưng vẫn nhẫn nại giải thích, chúng tôi không tính sai, các anh chị đã tiêu hết 4.830.000 nhân dân tệ. Có hóa đơn không? Đưa tôi xem, Phùng Gia Hào hỏi lại. Phùng Gia Hào có tiền nhưng đều dùng để đầu tư vào bất động sản. Hiện giờ số tiền mà hắn có thể chi ra cũng chỉ 1 triệu nhân dân tệ mà thôi. Nếu như một bữa cơm mà phải bỏ ra hơn 4 triệu nhân dân tệ thì đến hắn cũng không trả nổi một nửa. Tới lúc đó quả thật là mặt lắm. Có điều Phùng Gia Hào cũng không cho rằng chi phí ăn uống đắt đỏ như vậy. Những đồ mà hắn gọi thì hắn đều đã có tính toán trước. Cùng lắm cũng chỉ vài trăm nghìn nhân dân tệ mà thôi. Chia đôi cùng với Đinh Dũng, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ phải bỏ ra 500.000 nhân dân tệ. Vì sỉ nhục Đinh Dũng trước mặt Hàn Phương Nhiên, hắn đành nghiến răng chịu đựng. Xin anh đợi một lát, nhân viên phục vụ nghe xong thì bắt đầu, in ra tờ hóa đơn. Sau khi nhận lấy hóa đơn, Phùng Gia Hào chỉ liếc nhìn một lượt mà suýt thì tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ta chỉ vào nhân viên phục vụ, hỏi chai rượu gì đây mà đắt vậy? 1.080.000 tệ một chai. Đây không phải là loại rượu rác rưởi mà anh ta gọi sao? Sao lại đắt vậy được? Phùng Gia Hào chỉ vào Đinh Dũng mà gằn lên. Nhân viên phục vụ nghe vậy thì chỉ vào bộ chiếc rượu bên cạnh Đinh Dũng, đáp đây là rượu La Romani Conti, ủ 90 năm rồi. Cả trang viên Thanh Long của chúng tôi cũng chỉ có 3 chai, các anh đều gọi lên cả. Một chai có giá 1.080.000 tệ, đây là giá ưu đãi rồi. Cái gì, vậy một ngụm rượu mà tôi uống cũng phải vài chục nghìn tệ sao, Bân Tử thẫn thờ, không thể kiềm chế nổi, cứ thế lia lia lưỡi. Cho dù thế nào thì cậu ta cũng không ngờ được rằng Đinh Dũng lại gọi loại đắt đỏ như vậy. Một chai hơn 1 triệu nhân dân tệ, đây là số tiền mà bao nhiêu người phấn đấu cả hàng chục năm trời cũng không kiếm lại được. Thế mà rượu bọn họ uống cũng đã lên đến số tiền này rồi. Hàn Phương Nhiên nghe xong thì không khỏi cau, huyết Đinh Dũng một cái, khẽ nói có phải anh biết trước là chai này rất đắt phải không? Hi hi, nếu không thì sao anh có thể nói chúng ta có phúc ăn uống hơn bọn họ được? Đinh Dũng bật cười, vỗ vai Hàn Phương Nhiên khiến cô suýt thì nhảy dựng cả lên. Vậy giờ phải làm sao chứ? Hơn 2 triệu nhân dân tệ, anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ? Hàn Phương Nhiên đỏ bừng mặt cúi đầu, bấm bụng nói. Nghe vậy, Đinh Dũng mới cười, đáp cứ nhìn anh là biết. Phục vụ, trước đây chúng tôi đã bàn bạc xong rồi, mỗi người bỏ ra một nửa, Đinh Dũng hắng giọng, rút ra tấm thẻ Bách Phu Trường đưa cho nhân viên, nói quẹt một nửa. Còn lại thì tính cho cậu ta. Anh, trời tôi, mãi tới lúc này, Phùng Gia Hào mới ý thức được mình bị Đinh Dũng gài bẫy. Đinh Dũng đâu phải là loại ở rể ăn hại gì, đây rõ ràng là một tên đại gia lắm tiền. Làm gì có tên ăn hại nào lại có thể chi trả số tiền như vậy chứ? Lúc này Phùng Gia Hào chỉ muốn khóc luôn cho rồi. Hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy, trong thẻ cũng chỉ có 1 triệu nhân dân tệ,
thẻ tín dụng cũng chỉ có thể cho chi trả 200.000 dân tệ. Con số hơn 2 triệu tệ này lấy đâu ra chứ? Vâng, anh vui lòng đợi một lát ạ, nhân viên phục vụ không quan tâm quá nhiều, người ta đã nói là chia đôi thì cứ chia đôi tính thôi. Thiết bị trong tay nhân viên phục vụ quả thật rất hiện đại, có thể quẹt được cả thẻ Bách Phu Trường của Đinh Dũng, khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Nên biết rằng trước đó ở trung tâm thương mại, máy quẹt thẻ bình thường còn không quẹt được thẻ này của anh. Nghe tiếng hóa đơn được in ra, mặt mọi người ai nấy đều thẫn thờ, cảm giác nóng ran ập đến, đặc biệt là gã mặt mày gian dảo kia. Hắn ta nhìn vào bộ đồ chiết còn đọng lại vài giọt rượu vang mà Đinh Dũng gọi. Nếu không phải hắn lắm lời thì hắn cũng đã có thể nếm thử đôi ngụm rồi. Nhưng giờ chỉ có thể tặc lưỡi đứng nhìn mà thôi. Quẹt xong thẻ, Đinh Dũng mới nhìn sang Phùng Gia Hào, thản nhiên nói, Phùng thiếu gia, tính tiền đi thôi, tính xong chúng tôi còn phải về nhà. Nghe vậy, Phùng Gia Hào mặt mày tối sầm cả lại. Hắn căn bản không đủ tiền, thế nên hắn đưa mắt nhìn về phía mấy người bạn cùng bàn với mình, hy vọng bọn họ có thể bỏ ra mỗi người một ít để giúp hắn giải vây. Nhưng những người khác cũng chẳng phải là kẻ ngốc, bọn họ biết rằng có bỏ tiền ra cũng sẽ mất không, tới lúc đó Phùng Gia Hào không đưa lại tiền cho bọn họ thì sao? Chẳng nhẽ bọn họ lại đi tìm hắn để đòi, thay vì như vậy thì không bỏ tiền ra còn hơn. Như thế này nhé, tôi đảm bảo số tiền này sẽ đến tay các cậu, thấy thái độ đó của nhân viên phục vụ, Đinh Dũng biết cậu ta đang lo lắng điều gì nên mới rút thẻ chứng minh thân phận ra đưa cho nhân viên này xem, sau đó nói cậu giữ bọn họ lại. Gọi điện cho gia đình bọn họ, thu hồi tiền về. Vốn dĩ bữa cơm hôm nay là do Phùng Gia Hào mời bọn họ tới. Bọn họ không bỏ tiền ra cũng là điều đương nhiên, nhưng, Phùng Gia Hào lại khó chịu. Mấy người bạn cùng bàn với hắn lúc này lại tỏ ra như không nhìn thấy hắn vậy. Bọn họ ngó lơ ánh mắt cầu cứu của hắn. Phùng thiếu gia, nếu cậu không trả nổi tiền thì ở đây rửa bát đi, Đinh Dũng vỗ vai Phùng Gia Hào, sau đó nói với Hàn Phương Nhiên. Vợ! Chúng ta về trước thôi. Vâng, vậy chúng mình đi trước nhé, Hàn Phương Nhiên gật đầu, chào tạm biệt bạn bè. Phùng thiếu gia, gã đàn ông mặt gian rảo thấy mặt mày Phùng Gia Hào tối sầm cả lại thì thận trọng lên tiếng, kết quả bị Phùng Gia Hào gằn lên, im miệng cho tôi. Thưa anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ, nhân viên phục vụ vẫn kiên nhẫn hỏi. Cậu nhân viên phục vụ này cũng không sợ có người nào đó nợ tiền bởi vì từ khi trang viên Thanh Long được xây dựng cho đến nay đã bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có ai dám nợ tiền trên địa bàn của nhà họ Thiết. Cái đó, tôi không mang đủ tiền, cho tôi ghi nợ trước được không? Phùng Gia Hào nghiến răng bấm bụng nói. Ngày mai tôi sẽ mang tiền qua. Nào ngờ nghe Phùng Gia Hào nói vậy, nhân viên phục vụ lại bật cười, nói, hóa ra là muốn ăn không muốn trả. Người của Long Thủ Các đâu? Có người muốn ăn không muốn trả, nhân viên phục vụ lập tức hét vào bộ đàm, sau đó có tiếng người nói vọng lại, hôm nay ai không trả tiền thì đừng mong rời khỏi đây. Hả, tôi không muốn bị xích ở đây đâu. Mất mặt lắm, một cô gái ý thức được tình hình, lên tiếng. Những người còn lại đều nhìn về phía Phùng Gia Hào. Mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang dục Phùng Gia Hào mau chóng trả tiền. Đừng để bọn họ bị nhốt ở đây. Thật là mất mặt quá đi. Chúng tôi có thể đi được chưa? Đinh Dũng sững người nhìn nhân viên hỏi lại. Đây, cậu nhân viên kia do dự. Vốn dĩ Đinh Dũng cũng không thể đi, nhưng trước đó anh nói hai bên đã thảo luận xong, mỗi người một nửa, mà Đinh Dũng đã trả một nửa rồi nên nhân viên phục vụ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.